Gương đồng cổ về, sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để nghiên cứu hơn nữa, còn có thể liên tưởng đến trận pháp phá cổ mộ để thăm dò ra bí mật của nó từ lâu rồi. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy nghi ngờ khó hiểu, cố đè sự nghi ngờ trong lòng xuống, trở về hiện thực, tấm gương lại đối diện với ánh trăng, chín điểm sáng mơ hồ lại lần nữa hiển hiện ở trên mặt nước hơi dập dờn. như Hữu đạo một tay cầm gương đồng, một tay bắt đầu bấm ngón tay suy tính, chậm chậm xoay quanh trung nước, xem xét vị trí của hoa văn ở sau lưng tấm gương. Sau khi trong lòng có tính toán, nhìn góc độ đối diện với ánh trăng một chút, lật tấm gương trong tay lại, mặt sau của kính lộ ra đối diện với ánh trăng, ngón tay điểm lên trên từng đóa hoa được điêu khắc trên bách hoa đồ, trong miệng nói thầm càn, khảm, cấn, trấn, chung, tốn, ly, khôn, đoái. Xác nhận chín đóa hoa kia, hắn ngồi xổm bên chum nước, gương đồng úp lên trên mặt đất, song trưởng mở ra. Hai ngón cái hợp lại, điểm lên trên đóa hoa to nhất, bốn ngón tay trái phải nhấn lên những đóa hoa khác bốn ngón trái phải là 8, thêm ngón tay cái hợp lại ở giữa là 9, hai ngón tay cái ở giữa tách ra lại trở thành hai điểm mắt cá trong âm dương bát quái đồ, 10 ngón hợp lại cùng nhau như vậy chính là cửu cung bát quái chỉ pháp. Hắn dùng chỉ pháp này đồng thời nhấn xuống chín đóa hoa, phát lực đều đặn. Trong gương đồng vang lên tiếng răng rắc, lông mày như hữu đạo giật một cái, không ngoài dự đoán, phải tìm đúng chín đóa hoa đồng thời phát lực mới có thể mở phong ấn của gương đồng, có một sai sót cũng không cách nào mở ra. Hai tay buông ra, tơ vân của chín đóa hoa kia trước đây không thấy gì giờ đây đã trồi lên bên dưới hoa lộ ra kẽ hở như hữu đạo cầm gương đồng trong tay lại đối diện ánh trăng hướng chiếu xuống nước chín điểm sáng đó đã biến mất rồi lại ngước đầu lên nhìn trời không nhịn được khẽ gật đầu thầm nói đúng rồi âm phá dương xuất xem ra phải đợi ngày mai thấy mặt trời rồi quay đầu nhìn xung quanh một chút nhanh chân bước vào trong nhà một đêm không muốn tu luyện lặng lẽ chờ ngày mai mặt trời mọc ngày kế tiếp xuất hiện bên ngoài hứa dĩ thiên trông coi, người này từ đầu đến cuối khinh thường không nói câu nào với Nghiêu Hữu Đạo, Nghiêu Hữu Đạo chào hỏi một tiếng, cũng lời nhiều lời với hắn ta, biết rằng có hỏi cũng như không, ăn xong bữa sáng hứa dĩ thiên đem đến liền trở về viện. Nhìn thấy ánh nắng bình minh, Nghiêu Hữu Đạo trở về đào hoa đường cầm tấm gương đồng được cất kỹ, lại tìm căn phòng có gian cửa sổ đối diện với mặt trời mở cửa sổ ra. Lưng kính hướng về phía mặt trời vừa chiếu, liền thấy mặt kính sáng bóng hiện lên một vầng ánh sáng vàng kim mơ hồ, dòng chữ kim sắc xuất hiện chi chít trên mặt kính, bên cạnh lại có thêm ba chữ kim sắc mở đầu, càn khôn quyết. Chỉ dựa vào ba chữ này, tinh thần nghiêu hiếu đạo chấn động, lại nhìn kỹ chữ nhỏ lần nữa liền nhanh chóng xác định được, đây quả thực chính là một bộ công pháp tu hành. Chẳng qua chỉ dựa vào một mặt này, cũng không có bao nhiêu chữ. Hắn lại lật hoa văn mặt sau gương đồng nhìn chầm chầm đánh giá, có thể phá giải bí mật của gương đồng này, những hoa văn còn lại đã không còn làm khó được hắn, tính toán sơ bộ, nhẹ nhàng xoay tròn một đóa hoa một chút, nghe thấy tiếng tạch tạch rất nhỏ rồi dừng, mặt sau của gương lại hướng đối diện ánh mặt trời, văn tự trên mặt kính đã đổi sang trang khác, nối tiếp với phần trên. Nghiêu hiểu đạo không nhịn được khẽ cười một tiếng, không ngoài dự đoán, quả nhiên là như vậy. Cả một buổi, hắn dường như chỉ ôm lấy tấm gương đồng xem xét như si như say, để truy tìm ánh sáng mặt trời, không ngừng đổi phòng, buổi trưa thậm chí còn trèo lên trên xà nhà vạch ra một phiến ngói để lấy ánh sáng. Khi ánh sáng hoàn toàn biến mất trên trời, Nghiêu Hữu Đạo trốn ở xương phòng phía tây mới đóng cửa sổ, hồi phục chỗ hoa văn nhô ra về như cũ, trong nháy mắt gõ xuống mặt kính một chút, lại là một khối âm thanh hoàn toàn giống nhau, ai có thể tưởng tượng được bên trong gương lại ẩn giấu huyền cơ như thế chứ. Cả một ngày hôm nay, hắn như ăn tươi nuốt sống, xem hết một lượt những nội dung được ẩn giấu bên trong tấm gương, quả thực là một bộ pháp môn tu luyện hoàn chỉnh, bộ thái ất không hoàn chỉnh kia của hắn không thể so sánh được. Nhiều nội dung như vậy toàn bộ đều ẩn giấu trong một mặt kính kỳ thực cũng không phải nhiều, lần theo sự xê dịch thay đổi của cơ quan cửu cung bát quái trận pháp trong kính, hình ảnh trong kính có thể thiên biến vạn hóa không ngừng thay đổi, hoàn toàn có thể ẩn chứa những nội dung này. Điều khiến hắn thật sự cảm thán chính là kết cấu bên trong tấm gương này phức tạp, tinh vi, cho dù là phương pháp khoa học kỹ thuật của kiếp trước cũng khó mà tạo ra được, e là ngay cả việc sao chép cũng khó khăn, kỹ thuật chế tạo của thế giới này quả thực vượt xa tưởng tượng của hắn. Chương 22, Càn Khôn Quyết. Cũng bởi vì như thế, hắn mới có đủ lòng tin, tin tưởng công pháp được ẩn giấu trong này nhất định không đơn giản, khó trách đông quách hạo nhiên nói bởi vì thứ này mà bị thiệt mạng. Bí mật của gương đồng đã bị phá giải, thứ bên trong khiến nhiều hữu đạo sốt sột chờ đợi. Những ngày tiếp theo, dành hết tâm tư nghiên cứu, càn khôn quyết kia, sau khi nắm chắc trong lòng, bắt đầu chính thức tu luyện. Gần nửa tháng sau, hắn đã cảm nhận được sự lợi hại của càn khôn quyết, tốc độ tu luyện, thượng thanh tâm kinh, không thể so sánh được, tu vi thậm chí còn nhanh hơn nhiều so với khi tu luyện, thái ất. Khi vận công, luồng thái ất chân khí kia liền bị khiêu khích chuyển loạn, không giống tu luyện, thượng thanh tâm kinh, căn bản khó mà lay chuyển luồng thái ất chân khí kia, càng gia tăng thêm lòng tin để hắn tiếp tục tu luyện. Điều duy nhất khiến hắn hối hận là nếu như sớm biết gương đồng này có huyền cơ như thế, hắn đã ở lại miếu nhỏ trong thôn, cần gì phải chạy đến đây để bị người ta giam lòng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở lại miếu nhỏ trong thôn e là sẽ phải vì lấp đầy cái bao tử mà phiền não người trong tu hành tài lữ pháp địa có thể thiếu cái nào chờ ở đây trước mắt xem ra ít nhất không cần lo cơm ăn áo mặc bây giờ cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy lại qua mấy ngày như hiếu đạo cảm nhận được khối chân khí trong cơ thể như càn khôn thiên địa xuất hiện sự phân chia âm dương chân khí trong người phân thành một luồng nóng một luồng lạnh lại mấy ngày sau thái ất chân khí vốn đang lơ lửng dường như dưới sự rèn luyện của chân khí nóng lạnh kia trở nên yếu ớt dị thường, cuối cùng không kềm được, đứt đoạn co rút thành bốn viên, hai viên hơi hiện lên kim sắc, hai viên hơi hiện lên ngân sắc. Một viên kim sắc và một viên ngân sắc ghép đôi quấn quýt xoay tròn không ngừng nghỉ, tạo thành hai đôi, khi từng đôi xông về phía hai mạch nhâm đốc, lại gặp phải trở ngại đông quách hạo nhiên để lại trong cơ thể. 33 đạo truyền pháp hộ thân phù như mạng nhện dính dáng đến huyết khí chiếm cứ ở trong 33 chỗ huyệt vị. Vốn dĩ là 36 đạo, lúc ở miếu nhỏ sơn đánh giết yêu quái kia đã dùng một cái, khi trên bè trúc thuận theo trôi nổi trên sông thiếu chút nữa chết cóng lại dùng một cái, lúc chống đỡ một trường lấy mạng của đường tố tố lại lãng phí thêm một cái, chỉ còn là 33 đạo. Khi thái ất chân khí va chạm với mạng nhện bị đánh văng ra, như hữu đạo cố tình thử phản ứng của càn khôn chân khí, cố ý vận khí điều khiển sông tới. Giống như lần trước, truyền pháp hộ thân phù lần nữa uy thế bắn ngược lại, đôi kim sắc và ngân sắc bị đánh văng ra, nhưng lại không bị đánh văng quá xa. Kim, ngân hai viên xoay tròn tiêu tan mất phần lớn lực đạo. Một màn này làm cho Ngưu Hữu Đạo dường như có chút ngộ ra, lập tức điều khiển hai viên kim, ngân vượt khó tiến lên, không còn cứng trọi với cứng, mà là đến gần sau đó tách cả hai ra, bắt đầu vòng quanh sợi tơ trên mạng nhện huyết sắt, giống như luyện hóa thái ất chân khí, dùng càn khôn chân khí nóng lạnh khác nhau quấn quanh luyện hóa. Quả nhiên vị trí bị rèn luyện của sợi tơ trên mạng nhện huyết sắt dần dần lộ ra huyết phụ, đây không phải là máu của hắn, mà là máu của đông quách hạo nhiên lúc trước thi pháp đã đánh vào người hắn. Điều khiến Nghiêu Hữu Đạo vừa chấn kinh lại mừng rỡ chính là càn khôn chân khí không những luyện hóa dị chủng huyết khí trên truyền pháp hộ thân phù, dị chủng chân khí trong đó cũng đồng trời bị luyện hóa từng chút một, sau khi luyện hóa lại dưới sự xoay chuyển của càn khôn chân khí, bị càn khôn chân khí hấp thu dung hòa vào nhau. Truyền pháp hộ thân phù chính là tu vi cả đời còn dư lại của Đông Quách Hạo Nhiên đánh vào trong cơ thể hắn, dị chủng chân khí mãnh liệt như vậy, càn khôn chân khí vậy mà có thể luyện hóa hấp thu trở thành của mình, vậy chẳng phải là nói bản thân có thể tiếp nhận tu vi của đông quách hạo nhiên. Sau khi xác nhận quả thực là như vậy, nhiều hữu đạo mừng rỡ như điên, tu vi của đông quách hạo nhiên đối với hắn mà nói, lớn mạnh đến nhường nào. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, hấp thu chân khí của đông quách hạo nhiên để nâng cao tiến độ tu hành vượt xa tiến độ tu hành của bản thân hắn, việc tranh lệch tiến độ e là có thể sử dụng từ gấp trăm ngàn lần để mà hình dung. Dùng chân khí bên trong cơ thể cảm nhận, càn khôn chân khí mà hắn tu luyện so với truyền pháp hộ thân phù mà nói, tranh lệch hình thể đối lập giống như con kiến với cây đại thụ, muốn luyện hóa một truyền pháp hộ thân phù e là không phải việc có thể làm trong một thời gian ngắn. Nhưng cũng chính vì như thế, có thể tưởng tượng được tu vi mà 33 đạo truyền pháp hộ thân phù ẩn chứa. Như hữu đạo tuyệt đối không ngờ tới có thể vui mừng ngoài ý muốn như thế này, cũng không chú ý đến lỗ chân lông trên người mình có huyết vụ nhàn nhạt từ từ bay ra, nguyên nhân chính là luyện hóa thanh trừ máu tươi của đông quách hạo nhiên còn sót lại trong người hắn khiến cho căn phòng một lần nữa thoang thoảng mùi máu tươi trưởng lão nghe nói phải gả sư tỷ cho nghiêu hữu đạo đường tố tố đang thắp hương vào lư hương trước mặt tượng ngồi của tổ sư ra thì tống diễn thanh xông vào điện bộ dạng muốn phát điên xông đến sau lưng bà lớn tiếng chất vấn đường tố tố cắm hương đột nhiên quay đầu lại mắt hiện lên sát khí lạnh lùng nhìn chằm chằm tống diễn thanh nóng nảy không thôi nghiêm nghị nói còn có phép tắc hay không Ngươi muốn làm cái gì, dám coi thường môn quy của Thượng Thanh Tông, tưởng ta trị không được ngươi hay sao? Giống như một chậu nước lạnh rội xuống, Tống Diễn Thanh bị dọa giật mình, vẻ mặt nóng nảy nhanh chóng biến mất, bình tĩnh lại. Thượng Thanh Tông kiêng kỵ quyền thế của Tống ra quả không sai, nhưng nếu thật sự chọc giận người ta rồi, giết hắn ta có lẽ cũng giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Sau khi Tống Diễn Thanh hành lễ quy củ, cả bộ mặt dầu dĩ hỏi, trưởng lão, thật sự là như vậy hay sao? Đường tố tố chậm chậm quay người lại bình tĩnh hỏi, là thật thì sao? Tống Diễn Thanh lập tức lộ vẻ mặt bi phẫn nói, trưởng lão, người đã đáp ứng rồi, phải gả sư tỷ cho ta, vì sao lại lật lọng? Lật lọng, đường tố tố quát mắng, người nói chuyện với trưởng bối của sư môn thế này sao? Tống Diễn Thanh suýt không nhịn nổi cơn tức, lắc đầu nói, đệ tử không nghĩ ra. Nói tới đây hắn ta quỳ sụp xuống, dập đầu cầu khẩn, đệ tử thật lòng thích đường sư tỷ. Nếu có nửa phần trái lương tâm sẽ bị thiên lôi đánh, khẩn cầu trưởng lão thành toàn cho đệ tử. Đường tố tố từ trên cao lạnh lùng nhìn hắn ta dập đầu, muốn thành toàn cũng không phải không được, có điều ngươi nguyện ý làm trưởng môn thượng thanh tông hay không? Chỉ cần ngươi đồng ý làm, không cần nghiêu hiểu đạo cân nhắc gì, ta sẽ lập tức gả đường nghi cho ngươi. Thế nào, cái này, tống diễn thanh ngẩng đầu lên, khóe miệng giật giật. Không phải hắn ta không nghĩ đến vị trí này nhưng phụ thân ở Kinh Thành đã cảnh cáo, quan hệ của Thượng Thanh Tông và Ninh Vương Thương Kiến Bá rất lằng nhằng, rất dễ bị Hoàng đế bệ hạ kiêng kỵ. Tống gia thân ngồi ghế cao, không thể đụng vào nơi này. Tống diễn thanh cũng không đến mức không phân rõ được cái gì nặng cái gì nhẹ. Chưa kể, ra thế bối cảnh của hắn ta không cần phải dính dáng đến mối quan hệ lằng nhằng này, cần gì phải lao tâm lao lực tự gây phiền toái cho mình. Năng lực đệ tử có hạn, không đảm đương nổi trọng trách này. Tống diễn thanh cúi đầu lý nhí đáp, đường tố tố bình tĩnh nói, nếu vậy, người thử thuyết phục phụ thân người xem. Chỉ cần phụ thân người đồng ý tiếp nhận chức trưởng môn thượng thanh tông Ta sẽ gả Đường Nghi cho ngươi. Chuyện của phụ thân, đệ tử thân là nhi tử sao dám quyết?" Tống Diễn Thanh chột dạ trả lời, "Hắn ta không thể ngồi lên cái ghế trưởng môn này, phụ thân hắn ta lại càng không thể động vào, làm sao không rõ điều này chứ?" Chương 23, có người hạ độc, hai mắt Đường Tố Tố sáng lấp lánh, "Được rồi, chuyện này cũng không ép cha con ngươi được." Ta hỏi lại, "Ngươi có hy vọng Đường Nghi làm trưởng môn không?" Tống Diễn Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên trả lời đầy trông mong, "Đương nhiên đương nhiên đệ tử hy vọng sư tỷ có thể làm trưởng môn. Sư tỷ có thể làm trưởng môn, đệ tử vạn phần hạnh phúc. Trong lòng đường tố tố thầm mắng hắn ta ngu xuẩn, cha con người nhất định không muốn đụng đến vị trí này, chẳng lẽ tống ra lại cho phép người cưới trưởng môn thượng thanh tông. Từ khi quyết định để đường nhi kế thừa chức trưởng môn, coi như người đã quyết mình vô duyên với đường nhi rồi. Tuy nhiên, bà vẫn cố nhẫn nại hỏi, trước khi trưởng môn đường mục đi về cõi tiên đã chỉ định người tiếp nhận là đông quách hạo nhiên bây giờ đông quách hạo nhiên cũng lâm nạn theo môn quy nên để ai tiếp nhận chức trưởng môn này cái này tống diễn thanh do dự trái do dự phải một hồi cuối cùng không tình nguyện phun ra một cái tên như hữu đạo sau đó cố gắng giải thích nhưng Nhiêu hữu đạo đã chủ động từ bỏ chức trưởng môn tại sao hắn lại từ chối chắc không cần ta nhiều lời mà tất cả mọi người đều hiểu mọi người không lên tiếng vì đều biết hắn không thích hợp làm trưởng môn thượng thanh tông vì lẽ đó thượng thanh tông còn có ai chấp nhận chức trưởng môn mọi người rất coi trọng thân thế của cha con ngươi hy vọng cha con ngươi có thể dẫn dắt chấn hưng thượng thanh tông nhưng vì một vài nguyên nhân mà cha con ngươi nhất định không chịu tiếp trưởng ba lão già chúng ta đủ hy vọng nhưng thượng thanh tông lại có quy tắc không cho phép những người đã lui khỏi vị trí trưởng lão quay lại tiếp nhận chức trưởng môn thực ra đáng lẽ ngụy đa rất phù hợp nhưng lại bị nói lắp làm trưởng môn người ta sẽ cười thượng thanh tông chúng ta không có người huống ngụy đa vốn thật thà thiếu tính toán thà chết vẫn ôm chặt lấy di mệnh của đường trưởng môn la hét kêu gào khi phá vỡ quy củ chính là mở đầu cho tai họa. Y hồ ngôn loạn ngữ như vậy, đành phải phạt đến hậu sơn diện bích hối lỗi. Những người khác thì sao? Như hiểu đạo bỏ quyền, không ai muốn ra mặt gánh vác cái danh xấu này, ai cũng chỉ bo bo giữ mình. Nói đến đây, chính bà cũng không nhịn được mà thầm thở dài, cuối cùng cũng là vì Thượng Thanh Tông hiện tại vừa nghèo vừa túng, lại đang bấp bênh, tương lai tràn ngập nguy cơ, làm dê đầu đàn cũng không dễ. Chứ nếu ở thời kỳ hưng thịnh, chỉ e có cả đống người thò cổ ra muốn cướp lấy cái ghế trưởng môn này cho được. Tống Diễn Thanh nói, cho nên, đệ tử cho rằng sư tỷ thích hợp nhất. Ừ, đường nghi là nữ nhi của trưởng môn, trước mắt nàng không đứng ra thì ai đứng ra. Nhưng các đệ tử trong môn đều biết vì sao nàng có được vị trí này, làm sao họ phục. Làm sao chứng minh được đường nghi không phải vì lòng riêng. Nàng muốn gánh lấy trách nhiệm này sẽ phải trả giá cực đắt. Ngươi cho rằng nàng nguyện ý gả cho nghiêu hữu đạo sao? Đường Nhi muốn ngồi ở vị trí này danh chính ngôn thuận thì nhất định phải có một phương án xử lý công bằng chỗ Ngưu hữu đạo. Nàng hy sinh chính mình cũng là vì cho trong ngoài Thượng Thanh Tông một câu trả lời, ngươi hiểu chưa? Bà lấy một phong thư từ trong ống tay áo, ném xuống trước mặt tống diễn thanh đang quỳ, đây là thư phụ thân ngươi mới gửi tới từ Kinh Thành. Ngươi tự xem đi, mặc dù tống thư là đệ tử của bà ta nhưng có vài việc Thượng Thanh Tông vẫn phải nhờ tống thư, trưng cầu ý kiến của ông ta. Thượng Thanh Tông cũng bất đắc dĩ quan hệ với Tống ra để đổi lấy một chút ủng hộ của ông ta. Tống Thư gửi thư lại cũng tán thành việc để đường nghi nhận chức trưởng môn. Tống Diễn Thanh nhặt thư lên, mở ra xem liền nhăn nhó đau khổ. Cha Tống Thư đã nghiêm khắc cảnh cáo hắn ta không được có ý đồ gì hết, phải nghe theo sự sắp xếp của đường tố tố, nếu không sẽ nghiêm trị không tha. Đọc xong phong thư, Tống Diễn Thanh ngồi phệt dưới đất, tinh thần chán nản, cõi lòng dỉ máu. Đuổi được Tống Diễn Thanh đi, đường tố tố đi ra sau hậu viện, thấy La Nguyên Công và Tô Phá đang chơi cờ trong đình. Thấy bà tới, hai người cùng dừng tay, La Nguyên Công nhìn bà, hỏi Trấn An được người bên Tống ra rồi à? Đường Tố Tố quét mắt nhìn tình thế trên bàn cờ, nói ta vừa đuổi Tống Diễn Thanh đi rồi, chỉ cần bên Tống Thư không có ý kiến gì thì xem như đã đại diện cho cả Tống ra. Vấn đề bây giờ là Tống Diễn Thanh đang rất xúc động, không chịu được khi phải chịu thiệt so với Nghiêu Hữu Đạo, Tên con nhà giàu này có lẽ không dám công khai nhưng cũng không biết sẽ lén lút làm gì với nhiều hữu đạo nữa. Nếu nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng không thể trả lời các đệ tử bên dưới. Đến khi ấy, sẽ chẳng thể nào giải thích rõ ràng việc đường nghi ngồi lên vị trí kia. Ai cũng sẽ nghi ngờ là nàng làm, hậu hoạn vô tận. Tô sư huynh, việc này còn phải nhờ huynh thu xếp người đáng tin đi lo liệu, không thể để cho tống diễn thanh trông giữ đảo hoa nguyên kia nữa. Ừm, La Nguyên công cũng khẽ gật đầu với tô phá. Tô phá không nói gì, lẳng lặng đứng dậy rời đi. Đường tố tố trầm ổn kiên định nhìn theo bóng lưng ông ta bỏ ra ngoài. Để dọn sạch mọi chướng ngại cho đường nghi đăng vị, bà đã rất vất vả. Trượng phu của bà đã chết vì Thượng Thanh Tông, nhi tử của bà cũng chết vì Thượng Thanh Tông, bây giờ, cháu bà cũng chết vì Thượng Thanh Tông. Có thể nói, cả nhà bà đã hy sinh rất nhiều vì Thượng Thanh Tông, bà đã thủ hộ Thượng Thanh Tông như gia nghiệp. Đào Hoa Nguyên, ta là đồ hán, từ hôm nay sẽ lo cho việc sinh hoạt thường ngày của ngươi không thấy Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên, chỉ có một người đàn ông cường tráng mất một mắt, còn một chân xuất hiện trước mặt Nghiêu Hữu Đạo tự giới thiệu mình. Giọng nói của gã khàn khàn nghèn nghẹt, hình như cổ họng đã bị hỏng, nhìn kỹ có thể thấy ở cổ có vết sẹo, hình như ở vị trí dây thanh quản. Nghiêu Hữu Đạo nhìn người thọt này, da ngăm ngăm đen, râu quai nón kéo dài, không biết có phải vì vết sẹo kéo xuyên qua một con mắt không mà nhìn khuôn mặt gã khá dữ tợn, tướng mạo này đi ra ngoài có thể dọa trẻ con khóc thét. Làm phiền làm phiền, như hữu đạo khách khí đón lấy hộp cơm trên tay đối phương đồ hán lại hỏi còn chuyện gì nữa không vì sao lại đổi người vậy như hữu đạo đang lo lắng tống diễn thanh sẽ gây bất lợi cho mình giờ lại thay người là ý của tống diễn thanh sao thấy hắn hỏi vậy đồ hán không nói gì quay người tập tễnh đi thẳng như hữu đạo im lặng xem ra lại gặp một người không muốn nói chuyện với mình rồi mấy hôm sau đào hoa nguyên bắt đầu răng đèn kết hoa một đám đệ tử thượng thanh tông bắt đầu bận bận rộn trong ngoài đào hoa nguyên chuẩn bị cẩn thận cho hai hôm sau đứng trên vách núi xa xa tống diễn thanh nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng ghen ghét dữ dội vì đường nghi hắn ta đã ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này lâu như thế tưởng rằng miếng thịt đã đưa lên đến miệng rồi ai ngờ đột nhiên bị người ta cướp mất nếu là danh môn đệ tử thì hắn ta cũng đành chịu nhưng mà lại là thằng nhà quê này làm sao nhịn nổi chứ giờ còn phải trơ mắt nhìn bọn họ bái đường thành thân sao càng nghĩ hắn ta càng nuốt không trôi cơn tức này cuối cùng quay người xuống núi. Thời gian đưa cơm hộp đến đảo Hoa Nguyên là cố định, một đệ tử cầm hộp cơm, vừa đi qua cầu gỗ liền bị hứa dĩ thiên và Trần Quy Thạc ngăn lại. Hai vị sư huynh, bên trên có lệnh chuyện đưa cơm không làm phiền hai vị nữa. Đệ tử kia khách khí nói một câu, tống diễn thanh từ đằng sau núi đá đi ra, đi tới trước mặt gã, đưa tay ra nói, đưa ra đây, ta kiểm tra một chút. Cái này, đệ tử kia hơi khó xử, tống diễn thanh vươn tay giật lấy hộp cơm, quay người đi ra đằng sau núi đá. Tống sư huynh, đệ tử kia nóng nảy đuổi theo, lại bị hứa dĩ thiên và Trần Quy Thạc đứng trước mặt cản lại. Y muốn nói gì đó lại thôi, không dám đắc tội với Tống Diễn Thanh. Ở Thượng Thanh Tông không ai không biết gia cảnh của Tống Diễn Thanh, ngay cả mấy vị trưởng lão cũng kiêng kỵ, làm sao y dám chọc vào. chương 24, trưởng môn phu quân. May sao, hình như Tống Diễn Thanh chỉ kiểm tra sơ qua rồi nhanh chóng cầm hộp cơm từ sau núi đá ra trả lại, phất phất tay đuổi người, xem rồi, không có vấn đề gì. Đưa đi, vị đệ tử kia khúm núm mang hộp cơm đi có điều y vẫn không yên tâm đi được xa một đoạn bèn tìm một góc kín mở hộp cơm ra xem thấy đồ bên trong vẫn đâu vào đấy hình như không bị động vào thì mới thở phào nhẹ nhõm y đi vào sườn núi giữa đào hoa nguyên ở đó có một hang đá đồ hán đang ở tạm đây giao hộp cơm cho đồ hán rồi gã quay về đồ hán mở hộp cơm lấy một cây châm bạc dính một ít bột màu trắng từ trong bình xứ cẩn thận cắm vào từng đĩa thức ăn kiểm tra kết quả ngân châm vừa rút ra, nơi vừa tiếp xúc với đồ ăn lập tức chuyển thành màu đen. Có người hạ độc, sắc mặt đồ hán tái đi, khuôn mặt vốn đã giữ tận lại càng đáng sợ hơn, xoay mình một cái đi ra ngoài động, nhẹ nhàng nhảy xuống từ vách núi cao 20 trường, chặn giữa đường núi, vừa vặn chặn được đệ tử đưa cơm kia. Gã liền nắm chặt vạt áo của đệ tử kia trầm giọng nói, trên đường đưa hộp cơm tới có xảy ra chuyện gì không? Đệ tử kia giật mình, không biết có chuyện gì, bị Đồ Hán tra hỏi liên tục nên không thể không kể chuyện nửa đường gặp Tống Diễn Thanh. Theo ta, Đồ Hán giật y kéo lên, Đồ Hán không đi luôn mà lôi đệ tử kia vào tiểu đạo, tới thẳng nơi thanh tu của hộ pháp trưởng lão. Thân là hộ pháp trưởng lão, Tô Phá cũng không làm khó đệ tử, sau khi hỏi thăm xác định được tình hình thì căn dặn, việc này không được nói với bất kỳ ai. Hiểu chưa? Đệ tử này còn chưa biết có chuyện gì xảy ra nhưng biết chắc chắn có liên quan đến hộp cơm mình đưa ẩn ẩn đoán được có thể tống diễn thanh đang dở cho gì rồi, mình không thể chen vào, nên làm sao dám nói cái gì, chỉ cúm núm gật đầu, đệ tử hiểu. Tô phá phẩy phẩy tay ra ý cho lui, xác nhận đệ tử kia đã lui đi, đồ hắn quay lại, khàn khàn nói, trưởng lão, thượng thanh tông là danh môn chính phái, có đệ tử dùng thủ đoạn hèn hạ âm độc bị ổi thế này, chẳng lẽ không truy cứu sao? Tô phá im lặng một lúc rồi hỏi lại, truy cứu. Ngươi muốn truy cứu thế nào? đồ hán phẫn nộ tống diễn thanh không sợ gì căn bản là vì ỷ vào có tống ra chống lưng biết thượng thanh tông không dám phạt mình mới dám làm bậy như thế nếu không ngại làm lớn chuyện này ra có môn quy ở đó hay vị trưởng lão có muốn không trừng phạt cũng không được tô phá chậm rãi nhắm mắt lại hẳn ngươi còn hiểu hơn bất kỳ ai khác rằng bị ninh vương liên lụy triều đình đã có ý muốn dọn sạch dư nhiệt ninh vương trong giang hồ một vài đại phái vẫn như hổ rình mồi nếu không phải kiêng kỷ tống ra thì chỉ sợ thượng thanh tông đã hôi phi yên diệt rồi Đắc tội tống gia, tống gia chỉ cần tỏ ý một chút là có thể đẩy thượng thanh tông vào tuyệt cảnh. Một tống diễn thanh quan trọng, hay sinh tử tồn vong của thượng thanh tông chúng ta quan trọng hơn. Đồ hán nhăn nhó phản đối, trưởng lão, thực ra với tống gia, thượng thanh tông đã không có tác dụng gì, để cho bọn họ miễn cưỡng ủng hộ là vì tống thư là đệ tử của thượng thanh tông, tội danh khi sư diệt tổ không phải dễ chịu đâu, nhất là với thân phận của tống gia, chắc chắn sẽ trở thành cái đích cho người trong thiên hạ bây giờ tống gia chỉ đang chờ một cơ hội để có thể danh chính ngôn thuận từ bỏ thượng thanh tông thôi chứ không phải tống gia muốn che chở thượng thanh tông mãi ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới đệ tử vẫn đề nghị từ bỏ nơi này tạm thời quy ẩn chờ tương lai nếu không sẽ chỉ ngồi chờ chết đây có phải hành quân đánh trận đâu mà nói bỏ là bỏ được ngay việc này người cứ nói với ta là được tuyệt đối không được nhắc đến với ai khác tránh người ta nghi ngờ thân phận của ngươi tô phá khẽ thở dài nhưng đầu nhìn gã nếu ngươi có nói ra chuyện gì không nên nói thì đừng ở lại đây nữa lập tức quay về yêu mã lĩnh tìm sư phụ ngươi đi đồ hán muốn nói gì đó lại thôi tô phá đưa tay ra ngăn lại được rồi đừng nói nữa quay về đi nhất định phải bảo vệ ngưu hữu đạo đông quách hạo nhiên tinh thông tướng thuật chịu thu ngưu hữu đạo làm đệ tử tất có nguyên nhân sẽ không phải làm chuyện thừa đâu đừng để hắn xảy ra chuyện gì vâng đồ hán lẳng lặng thưa một tiếng rồi quay lưng rời đi là phúc thì không phải họa là họa thì tránh không được. Ngày tốt đã đến, như hữu đạo kiếp trước chưa từng được thành thân nay đã được đền bù. Đèn lồng lớn treo khắp cây đào, chiếu sáng hoa đào rực rỡ lắc lư bên vách núi, lại có vài phần thêm mỹ. Dù khắp đào hoa nguyên răng đèn kết hoa tương bừng náo nhiệt nhưng Thượng Thanh Tông cũng không công khai lo cho hôn sự, ngay cả tiệc cưới đường đường chính chính cũng không có, đừng nói đến gửi thiệp mời các môn phái khác. Tống Diễn Thanh đứng lẫn trong một đám đệ tử trong môn nhìn chằm chằm đường nghi một thân váy đỏ đội khăn hồng, cùng như hữu đạo bái đường, Hai mắt như bắn ra lửa. Hai bên trái phải hắn ta đều có người phòng bị nghiêm ngặt, một khi có gì khác thường sẽ lập tức chế trụ lại. Đưa vào động phòng, người chủ hôn hát lớn, đôi tân lang tân nương được đưa đi. Các tân khách chỉ uống hai chén rượu mừng tỏ ý rồi cũng giải tán, hoặc thổn thức, hoặc lắc đầu. Cũng có không ít người nhìn Tống Diễn Thanh mặt đen như đít nồi mà thầm buồn cười. Từ trên xuống dưới Thượng Thanh Tông đều biết hắn ta thích Đường Nghi. Nữ nhân xinh đẹp ai chả thích, nhưng chẳng ai dám tranh với Tống Diễn Thanh giờ thì hay rồi, tự nhiên nhảy ra một tiểu bối vô danh phá hỏng chuyện tốt. Trên giường động phòng, một đôi tân nhân ngồi xếp hàng nhìn đôi nến đỏ cháy lách tách. Uống rượu giao bôi, cởi khăn hồng, nữ đệ tử dẫn lễ lui ra ngoài đóng cửa để lại không gian cho đôi tân nhân tự do. Mùi hương nhàn nhạt nữ tính phảng phất xung quanh, như hữu dạo hơi buồn chán thi thoảng lại quay sang nhìn tân nương tử kiều diễm mềm mại bên cạnh, không biết nên nói gì cho phải, mấu chốt là hắn cũng không hiểu những người này muốn làm gì nên vẫn luôn cảnh giác. Đường Nhi chỉ lặng lặng ngồi bất động ở đó, cực kỳ bình tĩnh. Hai người cứ như vậy ngồi không đến tận bình minh, còn chưa chạm vào tay nhau đã có tiếng gõ cửa bên ngoài, đường Nhi đứng dậy rời đi. Nữ đệ tử nổi danh quay đầu lại nói với Nhiêu Hữu Đạo, đường sư thúc nói tông môn có việc cần xử lý, đi trước đây. Được, Nhiêu Hữu Đạo gật đầu, trong phòng không còn ai, hắn ngả đầu lập tức ngủ say tới tận trạng vạng tối mới bỏ dậy. Khi hắn ra hỏi phòng, đình viện vẫn răng đèn kết hoa, đèn lồng lụa đỏ lại càng làm nổi bật sự ưu tĩnh của nơi này, tất cả đều khiến người ta có cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng. Ra cửa lớn, hắn thấy đồ hán đang đốt lửa cho đèn lồng dưới gốc cây. Đốt hết bên ngoài, đồ hán lại lẳng lặng nhìn lướt qua hắn một chút rồi đi vào trong đốt đèn. Như hữu đạo vẫn mặc áo tân lang đứng dưới gốc cây đào, nhìn thượng thanh cung trên vách núi đối diện phía xa xa cũng đang dần lên đèn. Bóng đêm dần phủ xuống, cánh hoa rụng lả tả theo gió rất trên vai hắn. Hắn cũng chỉ gặp Đường Nghi trong ngày đại hôn, sau đó, trên cơ bản là không nhìn thấy mặt. Hắn ở đây, Đường Nghi lại không ở đây, chỉ có mỗi một lần vào dịp Tết nàng có tới một lần, ngồi đối diện với hắn ăn một bữa cơm, sau đó cũng chẳng ngủ chung phòng mà sang xương phòng nghỉ, trời vừa sáng đã lại đi. Yên tĩnh, an bình, cô tịch, đây là cảm giác của Ngưu Hữu Đạo về khoảng thời gian tân hôn của mình. Khi Trần Quy Thạc ở đây, đôi khi hắn cũng có người để tâm sự, nhưng đồ hắn được đổi tới thực sự rất khó nói chuyện, lại còn xấu xí. Nhưng hình như đồ hắn có chút rượu ngon, vẫn thường ôm hồ lô rượu uống đến say khướt, cũng chỉ có khi này như hữu đạo mới có thể nói vài câu với gã, thì thoảng cũng nhặt được một vài tin tức có tác dụng. Cũng là từ đồ hắn, hắn mới biết không lâu sau đại hôn, đường nghi đã trở thành trưởng môn thượng Thanh Tông. chương 25, gia ngục 1, nói cách khác, hắn đã là phu quân của trưởng môn thượng Thanh Tông rồi. Nhiều hữu đạo lại càng mơ hồ không hiểu rốt cuộc Thượng Thanh Tông có ý gì với mình hắn không có đầu mối, cũng không có ai nói bất kỳ điều gì. Lại một năm gió xuân nữa thổi tới, dưới gốc cây đào tươi tắn như vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi, một thanh niên anh Tuấn vuông vắn chắp tay đứng đó, vừa kiên nghị vừa nội liếm, khí chất ôn hòa điềm tĩnh, mái tóc dài buộc rối đuôi ngựa sau đầu có vẻ lười biếng. Đây chính là Ngưu Hữu Đạo, ngày tháng thoi đưa, chớp mắt một cái, Ngưu Hữu Đạo đã bị giam cầm 5 năm, một thiếu niên đã trở thành một thanh niên rất có phong độ nếu là một người thanh niên khác có khi đã bị cuộc sống buồn chán này ép tới hỏng nhưng hắn vẫn ổn kiếp trước tu dưỡng kiếp này cũng được lợi hắn điềm tĩnh hơn đả tỏa tu luyện thanh tĩnh vô vi coi như bế quan tu luyện việc đã đến nước này hắn cũng không vội hắn tin rằng sớm muộn gì mình cũng có thể rời khỏi nơi này dựa vào năng lực của mình mà rời khỏi dù thượng thanh tông không cung cấp tài nguyên cho mình tu luyện nhưng truyền pháp hộ thân phù trong cơ thể chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn hiện giờ Hắn mới luyện hóa hấp thu được hai đạo truyền pháp hộ thân phù trong cơ thể, nhưng tu vi đã đạt tới luyện khí đỉnh phong. Tu vi ngày càng cao, đương nhiên tốc độ luyện hóa truyền pháp hộ thân phù sẽ ngày càng nhanh. Đây chính là thực lực của hắn, chưa đề cập tới việc phân cấp tu vi trong truyền thuyết như luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Đờ lời đồ hắn nói, trong thiên hạ này chẳng có mấy cao thủ có tu vi đạt cấp nguyên anh kỳ. Những người có thể đạt đến cấp nguyên anh đều là cao thủ hàng đầu còn cấp bậc kim đan cũng là cao thủ tương đối khá rồi. Hiện nay Thượng Thanh Tông chỉ có ba vị trưởng lão đạt tới cảnh giới Kim Đan, trước kia còn có hai người nữa nhưng hai vị cao thủ Kim Đan kỳ đường mục và đông quách hạo nhiên đều đã ra đi, những người còn lại cùng thế hệ với hai người chỉ ở cảnh giới trúc cơ. Năm ngoái trưởng môn đường nghi đã mời ba vị trưởng lão liên thủ giúp mình đột phá cảnh giới trúc cơ còn những đệ tử khác vẫn đang ở cảnh giới luyện khí. Vì vậy, ước lượng một chút thì tu vi hiện tại của hắn ở Thượng Thanh Tông cũng không hề thấp, có điều hắn biết chừng mực không thể hiện ra thôi. Trước khi có thể tự bảo vệ mình, hắn không có ý định để lộ. Hiện giờ hắn rất vui vẻ, ở đây có ăn có uống, lại yên tĩnh, là nơi tốt để yên tâm tu luyện. Nghe nói bên ngoài thế đạo hỗn loạn, chưa chắc đã tìm được nơi nào thanh tu tốt hơn nơi này, vì thế hắn cũng không vội rời đi. Thư thả tâm tình một lát, như hiếu đạo nằm trên ghế dưới gốc cây, nghe hương hoa đào thoang thoảng. Dưới màn đêm, kinh thành yến quốc rực rỡ đèn hoa, cửa hàng san sát, đường xá rộn ràng người qua lại, rất phồn hoa náo nhiệt, dường như cuộc sống lầm than của dân chúng bên ngoài không liên quan tới nơi này, dường như vô số ăn mày trốn rút trong các xó xỉnh tối tăm là thuộc về một thế giới khác. Trong một tòa phủ đệ đề tên Tống Phủ lại đang nháo nhào, đây là phủ đệ của đình úy đại nhân Yến Quốc, Tống Cửu Minh. Một chiếc xe ngựa đi vào, một nam tử trùm kín trong áo choàng xuống xe, vuốt dâu bước lên bậc thang, khá nghênh ngang. Một người hầu vội vàng từ trong phòng gấp đi ra, khom lưng chào tào tiên sinh. Một gác cổng khác vội chạy vào thông báo ngoài cửa có mấy lời đáp lại một nam tử bước nhanh ra đón lấy người còn chưa ra cửa đã chắp tay cười ha ha chào cơn gió nào thổi tào tiên sinh tới nơi này thế này mau xin mời vào đây là trường tử của tống cửu minh tống toàn đi ra đón người tào phụng đoạt này tuy không có chức vị gì nhưng gã là một trong các mưu sĩ phụ tá bên đại tư không vậy mới khiến cho tống toàn tự mình ra đón hai người chào nhau sóng vai cùng vào thẳng phòng khách trong nội viện dùng trà chờ một lát Tống Cửu Minh mặc thường phục mặt mày trắng nõn khoan thai đi tới, dù là dung mạo hay khí sắc cũng đều được bảo dưỡng rất tốt, hai người trong phòng đứng lên chào. Tào Phụng đoạt chắp tay hành lễ, "Xin chào Đình Úy đại nhân." Tống Cửu Minh ừ một tiếng, đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống, nghiêm túc thận trọng hỏi, "Tào tiên sinh đích thân tới là lão đại có gì ra lệnh sao?" "Đúng vậy, Tào Phụng đoạt đáp, lại hạ giọng nói, "Ngày mai nhi tử thương chiêu tông của Ninh Vương Thương Kiến Bá sẽ ra tù." Ở trong sảnh nói chuyện một lúc, Tống Toàn đi ra cửa, đứng đó gọi, lão Tam. Một người đàn ông có vài nét hao hao giống ông ta liền bước nhanh tới, chính là Tống Thư phụ thân của Tống Diễn Thanh. Vào sành một lát, Tống Thư lại vội vàng bỏ đi. Quay về trạch viện phủ đệ của mình, vừa vào cửa nhà, ông ta nói với lão Bộc ra đón, gọi Diễn Thanh tới gặp ta. Lão Bộc hơi khó xử, thiếu gia không có nhà, thiếu gia ra, ra ngoài đi gặp bạn rồi. Ông ta cũng không biết Tống Diễn Thanh chạy đi lêu lỏng nơi nào, đoán chừng đại khái là mấy nơi kia lập tức gọi về gặp ta, lão bộc kia chỉ đành làm theo, cúi người đi ra. Tống thư đứng ngẩn người chăm chú nhìn vào ánh nến, sắc mặt càng lúc càng tối đi, không biết đang nghĩ gì. Trọn vẹn một canh giờ sau, Tống thư mới bị tiếng bước chân gấp rút bên ngoài làm phân tâm. Dừng suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tống Diễn Thanh vội vàng đi tới. "Cha, cha tìm con có việc gì sao?" Từ khi Đường Nghi lấy chồng, Thượng Thanh tông không còn có chút hứng thú gì đối với Tống Diễn Thanh nữa ở lại đó không bao lâu sau hắn ta liền quay về kinh thành. Tống Thư nhìn hắn ta từ trên xuống dưới giò xét, thấy mặt vẫn chưa lau sạch vết son phấn lập tức nổi giận của trách, suốt ngày chỉ biết lê la nơi phong nguyệt, ba ngày hai lần Phương Nhi chạy đến tìm ta khóc lóc suốt mướt, không lo tu luyện cho tử tế đi. Phương Nhi mà ông ta nói đến là phu nhân của Tống Diễn Thanh, do Tống ra cưới cho hắn ta sau khi hắn ta về được một thời gian ngắn. Tống Diễn Thanh cúi đầu thì thầm, béo quá khó coi chết đi được lúc đầu con đã bảo là không cưới cha không nên ép con khó coi đâu mà khó coi không phải chỉ là hơi mập thôi sao tống thư trừng trừng mắt chỉ vào mũi nhi tử mắng ầm lên ta cảnh cáo con cha nàng ta nắm mấy vạn đại quân tinh nhuệ của kinh kỳ phía sau còn có môn phái tu hành làm chỗ dựa tốt xấu gì con cũng phải khách khí với người ta một chút nếu chọc giận ông nội con con cũng biết hậu quả rồi đấy được rồi được rồi con biết rồi tống diễn thanh bất đắc dĩ cười khổ nói cha nói chuyện chính đi cha tìm con có chuyện gì tống thư bình tĩnh lại một chút rồi trầm giọng nói con lập tức thu dọn một chút rồi mau chóng về thượng thanh tông a à, tống diễn thanh ngẩng đầu từ chối ra mặt con không đi ở đấy rách nát vắng tanh người ở đấy cũng ngu ngốc cha thứ lỗi cho con nói thẳng thượng thanh tông chẳng có tác dụng gì dính vào còn dễ sinh ra phiền toái nữa con cũng không hiểu tại sao ngày xưa cha lại chạy đến thượng thanh tông làm đệ tử nữa làm vậy không phải tự chuốc lấy phiền phức cho mình sao tống thư trầm mặc một lát mới thong thả đáp việc đã đến nước này cha cũng không ngại nói với con mấy điều lúc trước ninh vương thương kiến bá chưa từng thua trận đại quân đánh đầu thắng đó uy trấn chư quốc chính là trọng thần có danh tiếng nổi danh nhất yến quốc còn có thái tử làm chỗ dựa lúc đại yến kiến quốc tổ sư khai sơn của thượng thanh tông công cao trí vĩ được phong làm quốc sư có thể nói cho tới giờ thượng thanh tông vẫn có giao tình với hoàng thất yến quốc quan hệ của thương kiến bá với thượng thanh tông cũng không tệ chính vì vậy khi ấy để kiếm đường lui cho Tống gia ta, ông nội con mới đưa ta tới Thượng Thanh Tông. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, đột nhiên tiên đế mắc bệnh mà băng hà, khi Lâm Trung để lại di chiếu truyền ngôi cho đương kim bệ hạ. Đến lúc đó, tình thế của Thương Kiến bá thay đổi đột ngột, mới thành ra như bây giờ. Chương 26, Gia ngục 2. Tống Diễn Thanh bừng tỉnh, thì thầm lẩm bẩm, ông nội thật là âm hiểm, đã biết hai chân hai thuyền. Tống thư nghe được giận tím mặt, con nói cái gì? không có gì không có gì tống diễn thanh vội xua tay con nói là không phải hiện giờ chúng ta nên giữ khoảng cách với thượng thanh tông sao sao cha còn muốn con tới đó tống thư trầm giọng nói ngày mai thương triều tông sẽ ra ngục tống diễn thanh không hiểu chuyện này con có nghe nói có liên quan gì tới việc con đến thượng thanh tông sao triều đình vừa đưa ra quyết định muốn đuổi thương triều tông ra khỏi kinh thành trục xuất tới đất phong xem lộ tuyến sợ là phải đi qua chỗ của thượng thanh tông con tới thượng thanh tông cần phải cảnh báo đám người đế Tô không thể phái pháp sư tùy tùng cho y ha ha chuyện nhỏ vậy mà đáng để cho con phải đi xa vậy sao đưa tin cho thượng thanh tông là được chưa kể hiện giờ thượng thanh tông còn chưa tự lo được cho mình cho dù không đánh tiếng con đoán chừng cũng không dám phái người cho y tống thư chừng mắt con biết cái gì từ khi đại yến mới kiến quốc từ xưa đến nay thượng thanh tông có thiên ti vạn lũ quan hệ với hoàng thất yến quốc chỉ sợ mối quan hệ với thương kiến bá không chỉ có mình đông quách hạo nhiên trước khi lâm chung đường mục đột nhiên đổi ý muốn chuyển vị cho đông quách hạo nhiên đã đủ để chứng minh được phần nào ta hoài nghi thượng thanh tông không trong sạch như vậy đâu chỉ sợ dưới đáy còn có nhiều thứ không ai biết tình huống hiện giờ có thể các môn phái khác sẽ không dám phái người đi bảo hộ thương triều tông có khả năng nhất cũng chỉ có thượng thanh tông bảo con đi thượng thanh tông không chỉ là để cảnh cáo thượng thanh tông không được phái người cho thương triều tông mà còn muốn con tiếp cận thượng thanh tông. Trương Triều Tông ra ngục rời kinh thành, tin tức này truyền đi, chỉ sợ một vài kẻ cặn bã sẽ muốn nổi lên. Con tới thượng thanh tông cần phải chú ý xem có động tính gì khác thường không, phát hiện ra bất kỳ cái gì phải lập tức báo cáo, đây là ý của ông nội con. Tống Diễn Thanh đau khổ nói, làm gì mà phiền toái như vậy. Lại nói, bây giờ Thượng Thanh Tông sụp đổ, Phượng Hoàng không bằng gà, cho dù bọn họ có phái người cho Thương Triều Tông thì cũng có làm sao, cũng có gây ra nổi sóng gió gì đâu. Thương Triều Tông không có binh quyền, ông nội quá lo rồi. Theo như con thấy, nếu không, cứ cho người diệt luôn Thượng Thanh Tông đi cho bất việc. Tống Thư lạnh lùng nói, côn trùng trăm chân chết còn dễ dụa, huống chi là Ninh Vương xưa kia nắm đại quyền binh mã Yến Quốc. Ông nội con làm vậy hẳn là có suy tính của mình, con không cần quan tâm. Ta cảnh cáo con, đây không phải trò đùa, nhỡ xảy ra chuyện gì, ông sẽ không tha cho con. Tống Diễn Thanh sởn gai ốc lưng, hắn ta rất sợ ông nội của mình bình thường gặp ông còn không dám thở mạnh. Chân trời hé ra ánh sáng bàng bạc, ngoài thiên lao chỉ có một chiếc xe ngựa, mã phu lái xe vẫn lẳng lặng đợi trước xe. Một vị nam tử trung niên diện mục thanh tú ngồi bên cạnh xe ngựa, để dâu dê, mặc trường sam màu xanh, khoác áo màu lam, khí khái nho nhã, hai mắt thâm thúy thi thoảng nhìn sang đại môn thiên lao. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng vàng đầu tiên lách ra dưới chân trời, trong thiên lao mới có động tính, có tiếng xích sắt loảng xoảng mã phu và nam tử trung niên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại chờ một lát cửa lớn thiên lao lạch cạch mở ra một thanh niên cao gầy chỉ có da bọc xương quần áo tả tơi đi chân trần bị một đám người đẩy ra khỏi thiên lao tay đeo xiềng xích chân kéo xiềng chân dù có vẻ khổ sở nhưng hai mắt sáng ngời lưng eo thẳng thả gãy chứ không chịu cong người này chính là ấu tử của đại tư mã ninh vương thương kiến bá của yến quốc thương triều tông mã phu và nam tử trung niên chờ bên ngoài thiên lao bước nhanh đến đón lại bị thủ vệ ngăn cản, chỉ có thể lo lắng xuông mà nhìn trông mong. Thương triều tông được đưa ra ngoài, có người tiến tới mở xiềng xích trên tay chân, sau đó có người nâng văn thư đóng dấu lên. Sau khi thương triều tông ấn chỉ ấn đồng ý trên văn thư, cai tù chắp tay cười nói, chúc mừng vương gia rốt cuộc đã được tự do. Thương triều tông liếc nhìn cai tù không nói gì, hai chân trần từ tốn bước lên. Vừa ra khỏi phạm vi cảnh giới, nam tử trung niên và mã phu kia cùng tiến lên thi lễ, có vẻ kích động không nói nên lời thương triều tông khẽ gật đầu với mã phu mỉm cười với nam tử trung niên làm phiền lam tiên sinh tự mình đến đón nam tử trung niên kia tên lam như đình nói sâu ra vẫn là thân thích của thương triều tông là biểu đệ của mẫu thân của thương triều tông bởi vì thiên tư thông minh nên đã được sư gia mưu sĩ thủ hạ thương tụng nhìn chúng thu làm học sinh dẫn theo bên cạnh truyền thụ thao lược năm năm trước kỳ sư và thương tụng gặp nạn ông ta thay thế vị trí của kỳ sư ở trong vương phủ lam như đình không nói nên lời chỉ chăm chú nhìn vào cổ tay và cổ chân của Thương Triều Tông. Thịt ở hai nơi đó đã bị mài nát sinh ngủ, đây là hậu quả khi bị mang xiềng xích một thời gian dài, toàn thân hôi thối, cộng thêm thân hình mảnh rẻ, có thể thấy được mấy năm nay y chịu bao nhiêu khổ sở. Đây không phải là đãi ngộ của một vương gia, môi ông ta run run, nhưng đầu nói, mau đỡ vương gia lên xe. Mã phu nhanh chóng chạy tới cùng nâng y lên, không cần, ta đi được, thương chiều tông đẩy hai tay không cho người đỡ, tự mình bò lên xe ngựa. Lam Như Đình đi vào theo sau, xe ngựa vừa đi, trong thiên lao lập tức có một con bồ câu bay lên không trung. Xe ngựa chạy trên đường, Lam Triều Tông ngồi trong xe kiểm tra vết thương cho Thương Triều Tông, bèn thu tay lại, chờ tìm được chỗ nào an tĩnh, chúng tiểu nhân sẽ tắm rửa chữa thương cho vương ra. Không sao, đã ở đây bao năm vậy rồi, không ngại chút thời gian ấy. Thương Triều Tông đẩy rèm cửa, nhìn ra bên ngoài, phát hiện không phải đường về vương phủ. Lam Như Đình giải thích, bệ hạ có chỉ vương gia không được ở lại kinh thành, lập tức phải tới đất phong huyện Thương Lư. Biết, trong lao có nghe ý chỉ, buông rèm cửa sổ xuống, thương triều tông quay sang hỏi, đã tra ra được nguyên nhân cái chết của phụ vương chưa? Làm như đình lắc đầu, việc này rất kỳ quặc, cho tới nay vẫn không có manh mối gì, chúng ta chỉ hoài nghi vị trong cung kia nhưng không có bất kỳ chứng cứ gì. Thương Triều Tông trầm mặc một hồi mới hỏi, Thanh Nhi thế nào rồi? Khi phụ vương còn sống đã liên tục thông báo cho mấy huynh đệ chúng ta nhất định phải bảo vệ Thanh Nhi cho tốt. Thanh Nhi tên đầy đủ là Thương Thục Thanh, là muội muội của y, cũng là nữ nhi duy nhất của Thương Kiến Bá. Thương Triều Tông còn có hai người ca ca, đại ca sử chiến xa trường, mấy năm trước nhị ca gặp nạn cùng phụ mẫu, bây giờ cả nhà chỉ còn lại hai huynh muội. Mà ba năm trước vì phát hiện có người muốn đùa giỡn nữ tử con nhà lành, y bèn tới ngăn cản nên vô ý đánh chết người ta. Kết quả lớn chuyện, đủ loại công kích chỉ hưu bảo ngựa ập đến như sóng chiều, bị bắt vào triều rồi mới phản ứng được mình bị người ta bày bẫy hãm hại, bị tước quyền kế thừa tước vị thân vương, bị giải trừ tất cả chức vị, tước vị thân vương cũng hạ xuống thành quận vương, bị nhốt vào thiên lao tới tận bây giờ, không cho phép ai vào thăm. Làm như đình trấn an, vương gia yên tâm, quận chúa đang ẩn thân ở nơi an toàn, sau này có thể gặp được. Thương Triều Tông khẽ gật đầu, có vẻ như nhẹ nhàng thở ra, chợt cao mày, có một chuyện ta không hiểu, trong thiên lao không ngừng có người ép hỏi ta, muốn ta khai ra 10 vạn nha tương của phụ vương đang ở đâu, khiến ta không hiểu được tiên sinh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Làm như đình thở dài, việc này là tiểu nhân ra tay, liên lụy đến vương gia chịu khổ. chương 27, anh Dương Vũ Liệt một ngươi, thương triều tông kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Làm như đình cười khổ, vương gia vào tù, tiểu nhân phát hiện ra chuyện này không hề đơn giản. Có không ít người không ngừng bỏ đá xuống giếng, rõ ràng là muốn đẩy vương gia vào chỗ chết mà. Vị trong cung kia đã kiêng kỵ binh quyền trong tay lão vương gia đã qua cố, lại lo rằng không còn danh tiếng của ngài ấy sẽ không chấn nhiếp được các quốc gia xung quanh dẫn đến hậu quả xấu. Tiểu nhân biết vị trong cung kia lo lắng chuyện gì, liền thả ra lời đồn ra ngoài, nói rằng lão vương ra từng âm thầm chọn lựa ra 10 vạn hồn chung chiến tử xa trường bí mật luyện ra một nhóm nha tương. Thương Triều Tông bừng tỉnh ngộ ra bèn cười, ta còn tưởng vị trong cung kia nhớ tới tình thân mà không giết, hóa ra là vì muốn lấy được 10 vạn nha tương. Nói vậy, lần này ta có thể sống sót rời nhà ngục không thể tránh khỏi liên quan tới 10 vạn nha tương kia nhỉ. Bây giờ thế cục đại yến thế nào rồi? Làm như đình gật đầu, vương gia anh minh, lão vương gia vừa mất, mấy năm gần đây bệ hạ đã trắng trợn thanh tẩy bộ hạ cũ của ngài ấy, huyên náo khiến quân tâm bất ổn, tướng thủ phía bắc là thiệu đăng vân nổi giận, mở cửa hiến thành, dẫn đại quân nước hàn đánh vào biên giới phía bắc của chúng ta. Thế như trẻ tre, khiến triều đình phải bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể ngăn cản được thế công của đại quân nước hàn, khiến cho một mảnh quốc thổ lớn không có ai giữ gìn, còn khiến cho rất nhiều quốc gia xung quanh nhìn chằm chằm, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bệ hạ không thể không đưa ra mấy công chúa để hòa thân, lôi kéo một vài quốc gia mới miễn cưỡng ổn định được thế cục. Nhưng trong nội loạn, một vài tướng lĩnh dần nảy sinh dã tâm, có người bắt đầu thừa cơ tự chiêu binh, không nghe lệnh, loạn trong giặc ngoài, nước Đại Yến bây giờ đã rất loạn rồi. Thương Triều Tông đấm một đấm xuống tháp ngồi, sắc mặt đầy dữ tợn, đưa công chúa đi hòa thân, quả thực là nhục nhã. Thiệu Đăng Vân dám phản nghịch, đáng chết. Làm như đình im im không nói gì, có một số việc chẳng thể nói được. Không kết giao thì có mối nguy diệt quốc, vị trong cung kia có thể làm sao? Thiệu Đăng Vân không làm phản thì chỉ có một con đường chết, bảo Thiệu Đăng Vân phải làm thế nào bây giờ? Thương Triều Tông bình tĩnh lại, thở dài, ta hiểu, ta có thể ra ngục vào lúc này là vì đại yên loạn trong giặc ngoài. Vị trong cung kia nóng lòng muốn lôi 10 vạn quân nha tương ra để ổn định thế cục, mục đích thả ta ra là vì 10 vạn nha tương kia, nếu không chiếm được, sợ là vị kia sẽ không chịu bỏ qua cho ta. Làm như đình lên tiếng, bây giờ không phải lúc cân nhắc điều này, chỉ cần vương ra có thể thoát khỏi cái nơi nguy khốn này thì sẽ còn cơ hội. Nếu không thể rời kinh thành, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nữa. Mặt trời mọc, kinh thành lại bắt đầu một ngày mới ồn ào náo nhiệt, cửa hàng lần lượt mở cửa, người buôn bán bên đường bắt đầu qua lại, không biết người ngồi trong xe ngựa là ai. Xe ngựa vừa đến cửa thành đông liền nhận được đối xử đặc biệt. Một đống nhân mã đuổi người qua lại trên đường, cản người, vây quanh xe ngựa. Một người gõ sống đao lên xe ngựa, quát xuống xe. Kiểm tra, làm như đình chui ra khỏi xe ngựa trước, đang muốn đỡ thương triều tông tập tính khó đi thì bị từ chối, y tự mình nhảy xuống. Hai người xem xét tình hình xung quanh là biết bọn họ cố ý tới. a, à, không phải đây là thương tiểu vương ra thương triều tông sao? Gã tướng thủ thành đột nhiên vui sướng hớn hở hô lên, khiến cho bách tính xung quanh đều kinh ngạc nhau nhau nhìn lại gã lại trêu chọc tiểu vương ra, sao ngài lại rách dưới như vậy. Thương Triều Tông lạnh lùng xem xét đối phương một chút, y đã kế tục vương vị, mặc dù đã bị biến từ thân vương xuống quận vương nhưng dù sao cũng là thân phận vương gia, đối phương gọi là tiểu vương gia rõ ràng là có ý đùa nghịch. Làm như đình chắp tay cười nói, vương gia phụng chỉ ra khỏi thành, mong tướng quân dơ cao đánh khẽ. Gã kia cười lạnh, phụng chỉ ra khỏi thành đâu có xung đột với việc kiểm tra. Tiểu vương ra đánh chết lương dân giữa ban ngày ban mặt còn có thể nghênh ngang, chúng ta là kẻ hầu người hạ thì không thể làm như ngài ấy được, chỉ biết theo quy định mà làm thôi. Nói rồi gã vung tay lên, xoát người. Một đám quân tốt cùng nhau tiến lên, trước mặt mọi người mà sờ loạn kéo quần áo trên người thương triều tông. Quần áo rách nát, kéo một cái là rách, suýt lộ cả mông. Rõ ràng gã có ý nhục mạ, thương triều tông căng thẳng nghiến cứng quay hàm, sừng sững đứng nguyên mặc cho gã lục xoát. Làm như đình âm thầm cảm khái, xem ra mấy năm nay tiểu vương ra ngồi trong lao cũng không uổng phí. Chịu đựng ma luyện thành thục hơn nhiều, nếu là người trước kia sợ là đã ra tay rồi. Nếu không, làm sao mà chúng kế đánh chết người chứ? Trong họa có phúc, trong phúc có họa, đại khái là vậy đi. Nhưng mã phu kia lại tức giận đến phát run, trợn trừng hai mắt, có nén xúc động vừa chớm bước lên liền bị Lam Như Đình bắt lấy cổ tay. Lam Như Đình lắc đầu, ra hiệu không thể xúc động. Vừa nghe nói là quyền quý, lại nghe nói đánh chết lương dân giữa ban ngày ban mặt, bách tính vây xem xung quanh không hề suy xét đến việc thương Triều Tông có chịu oan chịu nhục hay không, phần lớn đều là ngu dân không tin tức không kiến thức, thấy thương Triều Tông chịu nhục đều hào hứng đứng xem, thậm chí còn có người cười trên nỗi đau người khác hoặc vỗ tay khen hay. Kẻ âm thầm xui khiến việc này thờ ơ lạnh nhạt đứng trên cổng thành, chỉ thấy buồn cười, không biết vì sao bọn ngu dân này lại chán ghét quyền quý như thế, chỉ hận không thể nhét hết đám quyền quý vào lồng heo rồi đem ngâm nước. Hai người ngồi trước cửa sổ đều hé mắt nhìn qua khe cửa sổ, một người là đỉnh úy tống cửu minh. Người còn lại là một gã đàn ông vừa gầy vừa cao, tóc buộc cao, bỏ lại hai lọn tóc mai bạc xương, gài một cây châm bích ngọc, cả người sạch sẽ không vương một hạt bụi, Mùi ưng, thần thái bình tĩnh, ánh mắt trầm lãnh, khoác áo choàng đen, tự có một cỗ nội liếm ung dung khiến cho người ta cảm thấy không dám tới gần. Người có thể khiến cho Tống Cửu Minh phải tự mình thân trinh đến đương nhiên không đơn giản, tên Cam Miểu Thủy, tên hơi lạ, là hoạn quan trong cung, ở bên cạnh hoàng đế từ nhỏ đến lớn, địa vị cực kỳ cao, thường được người ta gọi là Thủy Công Công. Làm vậy có ý nghĩa gì không? Tống Cửu Minh quay sang hỏi. Ca miều Thủy bình tĩnh nói, làm nhục một chút, để cho y nhớ khắc cốt ghi tâm, buộc y phải sớm đánh ra quân át chủ bài của thương kiến bá. Tống Cửu Minh nghĩ một lát liền hiểu, bên dưới ồn ào náo nhiệt, một lát sau, thương triều tông bị kéo rách hết quần áo khó mà che kín thân thể, chui vào xe ngựa, mã phu lại đánh xe đi. Xe ngựa vừa ra khỏi cửa thành, chợt có người từ trong nội thành đi ra chỉ xe ngựa hô lớn quan gia mau ngăn y lại xe ngựa có người trộm xe ngựa của ta như thể đã được luyện tập từ trước quan binh ngoài thành cấp tốc vây kín lại ngăn xe ngựa lại người vừa hô gọi lao tới trước xe ngựa kéo dây cương gào khóc đây là xe ngựa của thảo dân là xe ngựa của thảo dân quan gia xin làm chủ cho thảo dân gã lính thủ thành trước đó đã làm khó dễ bọn họ lại dẫn người chạy ào tới bên cạnh xe quát xuống xe thương triều tông ngồi ngay ngắn trên xe xem ra bản vương còn không có cả tư cách ngồi xe ngựa không muốn để bản vương đến đất phong sao đào tín thổi kèn đào tín là tên của kẻ đánh xe ngựa khoan đã lam như đình vội ngăn lại chắp tay nói với thương triều tông vương ra xin ngài nhẫn nại thương triều tông không người chui ra khỏi xe ngựa đứng bên càng xe theo sau là lam như đình mặc dù quần áo bị lôi kéo rách dưới tả tơi chật vật không chịu nổi nhưng sống lưng vẫn thẳng Gã tướng thủ thành chỉ vào thương triều tông kêu gào, tiểu vương ra, vẫn nên làm rõ chuyện này vẫn tốt hơn. Đột nhiên thương triều tông lạnh lùng quát lên, thổi kèn. chương 28, anh Dương Vũ Liệt 2, gã đánh xe ngựa đào tín không biết lấy đâu ra một cái sưng châu đen nhánh đầy tăng thương, đặt bên miệng, căng quai hàm thổi lên. u u u u, -u, -u. tiếng tù và ngột ngạt quanh quẩn bên ngoài cửa thành khiến cho quân tốt xung quanh sững sờ, tướng thủ thành lại càng sửng sốt. Quân lệnh, ngay sau đó, từ xa xa có tiếng ù ù vọng lại, càng ngày càng gần, rất nhanh, quân sĩ thủ thành đều tái mặt. Ca Miểu Thủy và Tống Cửu Minh Dình coi qua khe hở nhướn mày, đẩy mở cửa sổ, chỉ thấy có hai đội kỵ binh từ hai bên trái phải chạy tới, nhìn quy mô hẳn phải đến gần 200 người, một đường mặc trang phục màu xanh, một đội mặc trang phục màu xám, thúc ngựa chạy đến, mặc dù không đông nhưng khí thế hùng hổ, thẳng tiến không lùi. Hai con người của Tống Cửu Minh co rút lại, tự lẩm bẩm anh dương vệ. Vũ liệt vệ, khi tiên hoàng còn sống có khen ngợi chiến công của ninh vương thương kiến bá có ban thưởng bốn chữ anh dương vũ liệt thương kiến bá bèn tách bốn chữ này ra ban tên cho hai quân cận vệ của mình đây là nguồn gốc của cái tên anh dương vệ và vũ liệt vệ năm ngàn anh dương vệ năm ngàn vũ liệt vệ sát cánh bên ninh vương thương kiến bá chinh chiến xa trường nhiều lần lập kỳ công uy chấn gan địch trận chiến kinh điển nhất là khi thánh thượng ngự giá thân trinh gặp nạn ninh vương thương kiến bá tự mình dẫn hai vệ anh dương vũ liệt bôn ba trăm cứu giá dẫn vạn người tấn công chính diện 10 vạn đại quân nước Hàn, cứng rắn giết vào trùng vây, cứu đương kim thánh thượng ra. Trận ấy, hai vệ Anh Dương, Vũ Liệt xanh chấn thiên hạ nhưng lại không đờ si cảm ơn của hoàng thượng, chỉ đổi lấy kiêng kỵ. Bây giờ hai vệ đã trở thành quá khứ, gần như đã bị đương kim gột rửa sạch sẽ, có lẽ mấy trăm người trước mắt đây chỉ là gom được một chút còn sót lại. Hai đội kỵ binh hợp làm một, cuốn lên khói bụi ù ù vào tới, quân coi giữ cửa thành biến sắc, có người kinh hô Anh Dương vệ, Vũ Liệt vệ Điều vương ra, người muốn tạo phản sao? Gã tướng thủ thành đứng bên cạnh xe, mặt mũi trắng bệch, run rẩy hỏi. Thương Triều Tông đứng trên càng xe không để ý tới gã mà đầy kiêu ngạo nhìn đội nhân mã đang xông tới kia. Gã đánh xe tên đào tín kia đỏ hai mắt nhìn đội nhân mã đang vào tới, lệ nóng lưng tròng, giờ kèn lệnh lại thổi lên ù ù. Kỵ sĩ dẫn đầu là một nữ tử, đội mũ kèm lụa che mặt nên không rõ dung mạo, kèn lệnh vừa vang lên, nữ tử kia rút kiếm giọt một cái, vung lên, chỉ thẳng, năm trăm kỵ binh cấp tốc xếp thành hình mũi tên sung kích, rút mã đao sáng lấp lóe dưới ánh mặt trời, thẳng tiến không lùi như hỏa tốc. Ca Miểu Thủy đứng ở cửa sổ nhìn quân coi giữ dưới thành nhíu mày. Quân coi giữ không chiến mà sợ, vô thức lùi lại. Quân tốt cản trước xe ngựa đã sợ tới mức lùi lại nhường đường. Năm trăm kỵ binh vào tới trước xe ngựa, lập tức ghìm cương, động như sấm, tĩnh như núi. Ca nữ tử áo xanh ghìm cương ngựa bên cạnh rung động gọi, chính là muội muội của Thương Triều Tông Thương Thục Thanh hiển nhiên nàng ta không thể ngờ nổi ca ca lưng hùm vai gấu cường tráng khỏe mạnh lại gầy tới thế này chịu biết bao khổ vừa hạ nón nước mắt đã vòng quanh người bị kêu là trộm xe ngựa đã sợ đến ngã trên đất run lẩy bẩy mặt mũi đầy hoảng sợ giống như cừu non chờ làm thịt tướng giữ thành nuốt ngụm nước bọt khô khốc nhìn hai bên mỗi bên một cái rồi lùi ra sau lưng thủ hạ của mình gã cũng muốn bỏ chạy nhưng gã biết trên cổng thành có người đang nhìn nếu bị dọa chạy chỉ e sau này không có quả ngon để ăn đốt đi Thương Triều Tông nhảy xuống xe ngựa lên tiếng nói, đồng thời làm thủ thế, lập tức có người cầm trảm mã đao tới. Tiếp đao trong tay, Thương Triều Tông xoay người chém một đao ra ngoài, một đường máu tươi như bão tố văng ra, bắn tung tóe đầy mặt đầy người hắn ta. Tên tướng giữ thành kia mở to hai mắt nhìn, nằm mơ cũng không ngờ Thương Triều Tông lại dám giết mình ngay dưới chân thiên tử. Không kịp trở tay, cái đầu đã bay cao tận trời rồi rơi xuống đất, thân thể co quắp ngã xuống đất a à, binh lính ngoài thành bị dọa đến phải lùi về sau mấy bước lần nữa. Sau khi Lam Nhược Đình xuống xe trông thấy cảnh này, cũng chỉ biết im lặng đứng đó, ngay dưới chân thiên tử dám trắng trợn giết tướng giữ kinh thành. Đào tín vùng đao chặt đứt thòng lọng xe ngựa, nhảy lên lưng ngựa, trực tiếp phóng ngựa tới cửa thành, quân giữ thành rối giết tránh ra, quả thực là không ai dám cản, mặc cho đào tín vào tới trước cửa thành lấy cây đuốc xuống rồi quay về. Đào tín nhóm lửa cây đuốc, đi qua cửa sổ xe ném vào trong xe thế lửa bùng lên rất nhanh khói đặc cuồn cuộn tỏa ra từ trong xe ngựa thương triều tông ngồi trên một con chiến mã bỗng nhiên quay đầu lại mặt đầy máu nhìn về phía hai cánh cửa sổ mở toang trên cổng thành trông thấy ca miểu thủy và tống cửu minh chợt quay đầu quát đi một ngựa đi trước dẫn đầu từng tốp kỵ binh phía sau thúc ngựa đuổi theo hổ phụ không khuyển tử một ca miểu thủy nhàn nhạt, nhạt một tiếng trong mắt có một luồng ánh sáng đen nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm đội ngũ kỵ binh từ từ đi xa tống cửu minh lại buông tiếng thở dài sợ là sợ lời kêu gọi của ninh vương vẫn còn hy vọng không phải là thả cọp về núi chỉ chốc lát sau phó tướng giữ thành vọt nhanh vào trong lầu các chắp tay cất tiếng đau buồn nói công công thương triều tông giết lý tướng quân kính xin công công làm chủ cho lý tướng quân ạ dù sao cũng là con cháu hoàng tộc huyết mạch nhà trời há ai cũng có thể nhục nhã chết thì chết đi ca miểu thủy hờ hững một tiếng áo bào đen phất lên từ trước cửa sổ xoay người bỏ đi lúc tới gần tên phó tướng một luồng sức lực vô hình tuôn ra Khiến tên phó tướng phải lui lại nhường đường, té ngã xuống đất. Kèm theo bước chân rời đi còn có một tiếng hừ lạnh, mấy ngàn người thế mà bị 500 kỵ binh dọa sợ. Một đám vô dụng, Tống Cửu Minh đưa mắt nhìn tên phó tướng té xuống bất tỉnh, không lên tiếng, cũng không nhanh không chậm bỏ đi, không muốn nói thêm gì nữa. Trong lòng Tống Cửu Minh hiểu rõ, sau khi tình hình cửa thành phía đông truyền vào trong cung, vị kia trong cung đương nhiên sẽ tức giận. Dù viện cớ gì đi chăng nữa cũng là giả là người giữ cổng lớn thành đông của thiên tử thế mà bị mấy trăm kỵ binh dọa sợ đến như vậy, nếu thật có quân địch đột kích thì làm sao bây giờ? Còn có thể hy vọng những người này bảo vệ sự an toàn cho kinh thành sao? Đầu của tên phó tướng này chỉ e cũng không giữ nổi, binh mã giữ thành chỉ sợ có một nhóm đông người phải chịu liên lụy. Hoa đào hoa mai, cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ phất phơ. Trên ghế nằm dưới tán cây đầy thảo dược xanh mướt, như hữu đạo nằm đọc sách, chợt có mấy cánh hoa nghịch ngợm bay xuống quấy giày dưới núi bỗng có tiếng vó ngựa cộp cộp mơ hồ truyền đến quay đầu nhìn lại thấy mấy kỵ binh ẩn hiện đứng ở dưới vách núi đối diện nhìn không giống như người thượng thanh tông có người dẫn theo kỵ sĩ theo thềm đá ngoằn ngoèo đi lên nhìn mà xem những năm này hắn rút ra được kinh nghiệm bất kể có bao nhiêu người đến thì đều không liên quan tới hắn tiếp tục xem sách của mình trong hoàn cảnh như vậy đọc sách cũng là hưởng thụ kiếp trước còn chưa bao giờ có hoàn cảnh đọc sách tốt vậy đâu đọc một lát lại mệt dã rời không biết ngủ bao lâu mơ màng tỉnh lại lười biếng mà lật người qua lật người lại, thuận miệng biểu đạt sự lười biếng trong lòng. Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am lý đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hữu trích đào hoa hoán tử tiền, tử tỉnh chỉ tại hoa tiền tỏa, tử túy hoàn lai hoa hạ miên, bán tỉnh bán túy nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên, đãn nguyện lão tử hoa tử gian, bất nguyện cúc cung sa mã tiền. Sa trần mã túc quý giả thú, tử tràn hoa chi bần giả duyên, nhược tương phú quý tỷ bần giả nhất tại bình địa nhất tại thiên, nhược tương bần tiện tỷ sa mã, tha đắc khu trì ngã đắc nhàn, biệt nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên, bất kiến ngũ lăng hào kiệt ngộ, vô hoa vô tử sư tác điền, hai, ghi chú, một cha hổ không sinh chó con, hai, bài đào hoa am ca lũng hoa đào của tác giả đường dần thời minh. Bài thơ này được tác giả đề trong bức họa nổi tiếng khán tuyển thính phong đồ, ngắm suối và lắng nghe gió hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Nam Kinh. Dịch nghĩa trong thành hoa đào có am hoa đào, trong am hoa đào có tiên hoa đào, người tiên hoa đào trồng cây hoa đào, lại hái hoa đào thay cho tiền mua rượu, tỉnh rượu, thấy một mình ngồi trước hoa, say rồi lại nằm ngủ dưới hoa, nửa say nửa tỉnh ngày lại ngày, hoa dụng hoa nở năm này qua năm khác, thà chết già trong rượu và hoa, chứ không chịu quỷ lụy trước xe ngựa, thú vui phú quý của người là bụi xe vó ngựa, duyên nghèo của ta là chén rượu cành hoa, nếu đem phú quý so với nghèo hèn, một ở đất bằng, một lên tới trời cao. Nếu đem bần tiện so với ngựa xe, người phải tất tả, ta được nhàn nhã. Người ra đi cười ta gió lớn cuồng quay, ta cười, người nhìn nhưng có hiểu đâu. Chẳng thấy mộ của hào kiệt ngũ lăng đó sao. Không hoa, không rượu, bị san bằng làm ruộng cầy. chương 29, Đào Hoa Tiên Nhân. Giọng điệu trầm chậm, chậm, có thể nói là lười biếng, thoải mái mà ngâm, vặn eo bẻ cổ lờ mờ mở mắt, nhưng đầu vừa mở mắt một cái, lập tức mắt trợn tròn. Chỉ thấy ba người đứng một bên, một người trước mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, còn rất xinh đẹp, không ai khác, đúng là phu nhân đường nhi của hắn. Không phải bởi vì là phu nhân của hắn mới phát hiện người này xinh đẹp, tình huống của phu nhân này là thế nào đương nhiên là tự hắn hiểu rõ, thật sự là rất xinh đẹp. Đoan trang lãnh diễm, da trắng mềm mại như mảnh sứ, ngực đầy đặn, dáng người uyển chuyển, mặc bộ váy dài màu đen quần tơ, đầu ngón tay giao nhau chạm bụng, có khí chất xuất trần như tiên, đang sống sờ sờ đứng trước mắt hắn, nhìn thôi cũng đủ cảnh đẹp ý vui sau lưng nàng là đồ hán một mắt chống nặng, bên cạnh còn có một nữ nhân mặc áo ngắn võ sĩ màu xanh, dáng người duyên dáng, hắn thực sự không nhận ra người này, hắn vốn cũng không quen biết nhiều người thượng thanh tông cho lắm, huống hổ nữ nhân này còn đội nón lá, làm người ta không thấy rõ mặt. Bình thường hàng năm, đường nhi đều mỗi cuối năm mới tới một lần, sao bây giờ lại chạy tới đây? Hắn còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, dụi rụi mắt, xác nhận không sai, vội vàng ngồi dậy, Điện tay rất thoải mái phủi chùm tóc đuôi ngựa vì ngủ mà lệch qua đầu vai một cái, cười nói, sao nàng lại tới đây? Hai chữ phu nhân hắn không thể thốt ra khỏi miệng, người ta ngoại trừ hôm đại hôn từng khách sáo một câu ra, cũng không thấy kêu hắn là phu quân lần nào, chỉ có thể xem như mình không có uy của người làm chồng, xui xẻo thôi. Trong lòng cũng theo đó đổ mấy giọt mồ hôi, mấy năm nay thật sự là trôi qua quá thanh tịnh, quá an nhàn, ngay cả tính cảnh giác tối thiểu cũng đánh mất. Thế mà ngay cả ba người sống sờ sờ đến trước mặt cũng không phát hiện ra, thật đúng là ngủ như lợn chết. Nếu thực sự trên giang hồ có người muốn gây bất lợi cho mình thì chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ba người kia đứng đó một lúc lâu không có phản ứng, ánh mắt đồ hán nhìn hắn trong bình thường có khác thường, giống như nhìn quái vật, còn thỉnh thoảng nhìn sang cây đào một cái. Ánh mắt đường nghi nhìn hắn lại hơi phức tạp, suy nghĩ còn đang nằm trong ý thơ mà vừa rồi như hữu đạo điệu bộ lười biếng làm ra, cái tên này vừa xuất khẩu thành thơ. Tống Diễn Thanh liên tục làm thơ, nàng cũng không nhịn được đưa mắt nhìn sang cây đào cổ ngàn năm cánh lá trải rộng như mui xe kia thêm mấy lần. Nàng đã sớm nghi ngờ bài thơ của Tống Diễn Thanh có liên quan đến cái tên này nhưng không tin tuổi tác của tên này có thể viết ra nhiều thơ tình như vậy. Có điều bài thơ vừa rồi làm sao lại cảm thấy hợp với tình hình đến thế? Sao lại cảm thấy hắn viết bài thơ này chính là vì tình huống trước mắt của chính bản thân hắn? Nàng thật rất khó tin dạng tiểu tử nghèo xuất thân từ vùng núi hẻo lánh như vậy có thể làm ra bài thơ hay như vậy. Đối với lai lịch của Ngưu Hữu Đạo, nàng rất rõ ràng. Mặc dù Đông Quách Hạo Nhiên có cung cấp bằng chứng nhưng nghe tình huống kia, Đông Quách Hạo Nhiên rõ ràng đã vội vàng thu nhận đồ đệ, Thượng Thanh Tông không có khả năng mù quáng chấp nhận người nhập môn, sau khi lên tiếng hỏi xuất thân của Ngưu Hữu Đạo, lập tức phái người tới Sơn thôn kia xác minh và cũng xác nhận là không sai. Lần đầu tiên gặp Ngưu Hữu Đạo, không ít người bao gồm cả Đường Nhi trong đó, đều ý thức được tiểu tử Sơn thôn này bất phàm. Tuy quần áo tả tơi, mang giày ngay cả đầu ngón chân cũng lộ ra nhưng ánh mắt thông minh sáng suốt kia thì lại khó mà che giấu, còn có lời ăn tiếng nói nữa, đều không giống như là một tên tiểu tử sơn thôn nên có. Điều này cũng có thể dùng nguyên nhân con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà để giải thích, nhưng lấy nó ra để giải thích cho việc có thể làm ra bài thật tiêu chuẩn như vậy thì đến nàng cũng phải nửa tin nửa ngờ. Tuy nói từng cha được có người thư sinh nghèo túng từng dạy nghiêu hữu đạo một số thứ gì đó tại miếu nhỏ trong thôn, về phần thư sinh kia đã dạy như hữu đạo đến trình độ nào thì không ai nói rõ được. Trong thôn không có nhiều người biết đọc chữ to, nào có trình độ bình luận cao thấp, đơn giản chính là người trong thôn truyền dạy những thứ có ích cho người trong thôn mình, dù có dạy xong, không phải thôn dân nào cũng có thể học tốt. Từ tỉnh chỉ tại hoa tiền tỏa, từ túy hoàn lai hoa hạ min, thơ hay, hay cho một đào hoa tiên nhân, đường nghi không lên tiếng nói tiếp, bên kia nữ nhân đội nón lá lại nhịn không được khen ngợi một tiếng tự đáy lòng, giọng nói dịu dàng êm tai, từ trong âm lượng của giọng nói nghe vào tai là biết là người từ nhỏ được gia đình dạy dỗ rất tốt. Nhìn dáng vẻ đội nón lá ngẩng đầu lên của nàng ta, hình như cũng đang đánh giá tảng hoa đào nở rộ như mây kia. À, Nưu Hiếu đạo gái đầu một cái, chính hắn mơ màng thuận miệng nói ra mà ngay chính bản thân cũng không ý thức được, giờ nghe đối phương đọc lại, mới kịp phản ứng, cười ha ha che giấu, thuận miệng làm chơi thôi, không đáng để nhắc tới, không đáng để nhắc tới. Hắn nói vậy rõ ràng là thừa nhận là mình làm. Đường Nhi thử hỏi một tiếng, thơ này là do chàng tự làm. Nghiêu Hữu Đạo hơi sửng sốt, chẳng lẽ mình nói sai cái gì, chẳng lẽ trên đời này cũng có bài thơ này. Nếu thật như vậy, vậy cũng thật gây ra chê cười rồi. Lại cười ha ha nói, nhàn dỗi nhàm chán nói lung tung thôi, có vấn đề gì không? Đường Nhi nhìn hắn, Nghiêu Hữu Đạo vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn về phía nữ nhân đầu đội nón lá. Không biết vị này là, cô gái thiếu tay hành lễ nói, thương thuộc thanh, ra mắt đào hoa tiên nhân đào hoa tiên nhân, ha ha ha, Nghiêu Hữu Đạo cười khoát tay áo, tỏ vẻ không nhận nổi. Đường nghi nghiêng người hơi nhường, chính thức giới thiệu, thương quận chúa là con gái của Ninh Vương Thương Kiến Bá. Ninh Vương và Đông Quách Sư Thúc là bạn bè cũ, dù sao Nghiêu Hữu Đạo cũng hơi kinh ngạc, nữ nhân đội nón lá này hóa ra là hoàng tộc Yến Quốc ư. Tuy hắn không rõ tình huống bên ngoài lắm nhưng quyền thống trị thiên hạ hắn từng nghe Trần Quy Thạc và Đồ Hán sau khi say rượu nhắc sơ qua. Võ Triều thua trận, chư hầu tranh bá, giết tới giết lui, mấy trăm chư hầu các nước bây giờ chỉ còn lại 7 người xưng hung tấn, hàn, triệu, tống, vệ, yến, tề. Tên kia mang hơi hướng hơi giống một trong số chiến quốc thất hùng mà Nghiêu hữu Đạo biết, ý nghĩa có lẽ là như vậy, nhưng diện tích quốc thổ bảy nước lại không phải chiến quốc thất hùng mà hắn biết có thể so sánh được, thực sự là chia cắt toàn bộ hành tinh mà không phải tranh hùng trên một vùng đại lục. Quốc họ Yến quốc chính là Thương, nghe nói là hậu nhân của Hoàng đế Thương Tụng Triều Võ, mà Ninh Vương Thương Kiến Bá này hình như là đệ đệ ruột của đương kim hoàng đế, đứng hàng thứ nhất trong tam công đại tư mã. Chức vị này tương đương với vị trí tổng tư lệnh quân đội ở thế giới trước của Ngưu Hữu Đạo, thống lĩnh đại quyền binh mã của Yến Quốc, là nhân vật thực quyền thật sự. Thử hỏi ra thế xuất thân như vậy, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên nhìn thấy người con gái đại tư mã này xuất hiện ở trước mặt mình làm sao có thể không kinh ngạc. chương 30, quận chúa rất xấu, một, nghe ý trong lời nói của đường nghi, còn có vị quận chúa này đột nhiên xuất hiện ở đây, trong lòng Nưu Hữu Đạo thầm nghĩ, xem ra vị Ninh Vương và Đông Quách Hạo Nhiên kia có giao tình không tệ đâu. Chẳng lẽ Đông Quách Hạo Nhiên từng làm pháp sư bên cạnh Ninh Vương? Đường Nhi lại giới thiệu Nưu Hữu Đạo, quận chúa, vị này chính là Nưu Hữu Đạo, sau khi sư thúc gặp nạn, đệ tử phía dưới chỉ còn sót lại mình hắn. Thương thuộc Thanh cúi người hành lễ lần nữa, ra mắt pháp sư, Nưu Hữu Đạo chắp tay đáp lễ, nói quận chúa khách khí. Liếc mắt nhìn Đường Nhi, không biết nữ nhân kia dẫn vị quận chúa này tới là có ý gì sư đệ chắc đệ không muốn để khách nhân cứ đứng ở cửa ra vào nói chuyện đâu nhỉ đường nhi nói một câu sư đệ chân mày như hiếu đạo khẽ nhúc nhích thầm mắng một tiếng tiện nhân trước kia tới gặp còn gọi tiếng phu quân ở trước mặt người ngoài kêu sư đệ là có ý gì ông đây đẹp trai phóng khoáng để cho cô trâu già gặm cỏ non cô còn cảm thấy thua lỗ à lời này chỉ dám nói trong lòng ngoài miệng thì không dám nói ra vội vàng đưa tay ra mời là ta chậm trễ xin mời sau khi mấy người đi vào Đường nghi nhìn xung quanh giới thiệu, quận chúa, đây chính là nơi sư thúc thanh tu khi còn sống, bây giờ bên sư thúc chỉ còn lại mình sư đệ, hai. Thanh tịnh lịch sự tao nhã, nơi tốt, thương thục thanh khen, lần lượt ngồi xuống nghỉ trong sân đình, thương thục thanh gỡ cái hộp dài đeo sau lưng xuống đặt ở một bên. Đường nghi cho đồ hán một ánh mắt, người sau khi châm trà ngon thì rời đi. Hai nữ nhân dùng trà nói chuyện phiếm, như Hiếu đạo ở bên cạnh căn bản là không lên tiếng, cũng vì không rõ tình huống của thượng thanh cho lắm, không muốn nói nhiều gây ra rắc rối gì. Ai ngờ sau khi đường nghi buông chén trà xuống, lại nói, sư đệ, lần này quận chúa tới là tìm đệ. Ta ư, nghiêu hữu đạo chỉ vào lỗ mũi mình, nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, đầu đầy dấu chấm hỏi. Thương Thục Thanh đặt hộp gỗ bên cạnh lên bàn rồi mở ra, lộ ra đồ vật trong đó cho nghiêu hữu đạo nhìn, bên trong lẳng lặng nằm một thanh trường kiếm. Nghiêu hữu đạo vẫn không hiểu đây là có ý gì, mắt lộ ra vẻ ngờ vực nhìn về phía đường nghi, như muốn hỏi đưa cho ta sao. Đường Nhi thản nhiên giải thích, đây là năm đó lúc Thượng Thanh Tông nhận ân huệ của Ninh Vương, sư thúc đưa cho Ninh Vương một thanh bội kiếm, từng nói với Ninh Vương rằng khi nào có chuyện cần, chỉ cần trong khả năng, sẽ báo ân này. Bây giờ quận chúa cầm kiếm đến đây, sư thúc không còn trên đời nữa, phần ân tình này chỉ có thể do đệ trả. Nghiêu hiểu đạo câm nín, có lộn không vậy, thế mà cũng được sao? Nhưng hắn cũng biết ở đây không có chỗ cho hắn nói lý, thử hỏi, không biết phải báo ân thế nào đường nhi bình tĩnh nói lần này quận chúa và tiểu vương ra cùng đi ra ngoài bên cạnh thiếu pháp sư tùy tùng chuyện báo ân này nghe thì đơn giản nhưng như hữu đạo đâu phải kẻ ngu từ đâu nhảy ra một tên tiểu vương ra người ta mang thân phận gì đi ra ngoài theo tình huống của cái thế giới này thân phận cao quý như vậy bên cạnh có thể không có pháp sư tùy tùng ư đường đường quận chúa lại đích thân chạy tới đây yêu cầu trả ân tình mà cũng chỉ là pháp sư tùy tùng bình thường nghe thế nào cũng thấy có vấn đề hắn nhìn về phía thương thục thanh đối phương đội nón lá không thấy rõ phản ứng chuyện này như hữu đạo không tình nguyện nói ta đi chỉ sợ không thích hợp lắm đường nhi đứng lên nói sư đệ đệ ra đây một chút như hữu đạo đành phải mang theo đầy bụng thắc mắc đi theo nàng tiến vào chính đường vào buồng trong đường nhi bỗng nhiên xoay người nhìn hắn thượng thanh tông ta là danh môn chính phái lời hứa ngàn vàng tuyệt không thể đổi ý năm đó sư thúc đã hứa với người ta nếu nói không giữ lời thượng thanh tông ta há có thể không bị người ta chế nhạo bây giờ sư thúc không còn nữa ân tình sư thúc để lại chàng có trả hay không như hiếu đạo thở dài người ta muốn là pháp sư tùy tùng ta chạy tới tính là cái gì nàng cảm thấy ta có thể xem là pháp sư sao người ta là thân phận gì chàng cho rằng thiếu tùy tùng như chàng sao trong môn không biết bao nhiêu người muốn đi làm pháp sư cho người ta nhưng người ta mang lời hứa của sư thúc tới chàng nói xem phải làm sao bây giờ đường nhi tiếp lời nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm vào mắt nàng bình tĩnh nói ta không đi không được ư dùng ánh mắt này nói thế làm đường nghi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của hắn chàng không đi chính là làm hỏng danh dự của thượng thanh tông sẽ bị nghiêm trị theo môn quy khóe miệng như hữu đạo hơi lộ sự mỉa mai mỉm cười nói xem ra ta không có lựa chọn khác được thôi nếu là ân tình mà sư phụ thiếu thì ta đi là được thấy hắn đồng ý đường nghi không nói gì nữa xoay người bỏ đi hai người trở lại đình trong sân Nghiêu Hiếu đạo nhận thanh kiếm kia, tương đương đồng ý, ở trước mặt hai nữ nhân cầm kiếm trong tay, soạt một tiếng rút ra một đoạn thân kiếm lạnh lùng sắc bén. Thân kiếm mang theo đường vân, mơ hồ có sát cơ bức người lộ ra hàn ý, không khỏi khen kiếm tốt. Vị trí gần chuôi kiếm có khắc bốn chữ Bích Huyết Đan Tâm, có phải kiếm của Đông Quách Hạo Nhiên hay không thì hắn không biết nhưng thời khắc này bốn chữ ấy ngược lại có mấy phần bi tráng. Sau khi Đường Nghi nói thêm mấy câu, Thương Thục Thanh nhìn Ngưu Hữu Đạo chắp tay cảm tạ, tạ ơn pháp sư kiếm trong tay như hiếu đạo soạt một tiếng trở vào bao, nhìn nàng ta từ đầu tới cuối quận chúa không chịu lấy hình dạng thực sự gặp người. Mới nói một nửa, đường nhi bỗng nhiên quát một tiếng cắt ngang, sư đệ không được vô lễ. Không sao, thương thục thanh ngược lại thẳng thắn hào phóng. Nói xong đưa tay vén mạng che mặt lên, lộ ra khuôn mặt. Nghiêu hữu đạo vốn có chút chờ mong, ai ngờ chỉ nhìn một lần đã nhịn không được giật khóe miệng một cái, xém chút giật mình. Nghe giọng nói, nhìn dáng vẻ, giọng nói dịu dàng êm tai, dáng vẻ mềm mại đẹp đẽ cử chỉ yêu nhã như vậy còn tưởng rằng dù không phải là mỹ nữ thì cũng tạm tạm ai ngờ mặt mũi đối phương quả thực là gương mặt âm dương hơn phân nửa khuôn mặt mọc ra một bớt xanh đen thực sự xấu xí giữa ban ngày cũng có thể dọa người nhảy dựng một cái cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao đối phương vẫn một mực đội nón lá đường nhi không phản ứng gì hiển nhiên đã từng thấy qua lạnh lùng chừng như hữu đạo một cái có vẻ như đang nói bây giờ chàng hài lòng chưa khuôn mặt tiểu nữ xấu xí làm pháp sư bị sợ hãi. Thương Thục Thanh khẽ hé miệng lộ ra hàm răng trắng ngà cất tiếng xin lỗi, sau đó thả mạng che mặt xuống. Vẻ mặt Nghiêu Hữu đạo xấu hổ, chắp tay nói, là Nghiêu Mỗ đường đột, quận chúa chớ trách. Được rồi, Đường Nhi ngăn cản hai người tiếp tục khách sáo, bây giờ sắc trời đã muộn, không tiện xuất hành, nhân tối nay đệ thu dọn một chút, sáng sớm ngày mai cùng quận chúa xuống núi. Biết rồi, Nghiêu Hữu đạo gật đầu, Đường Nhi đưa tay mời Thương Thục Thanh cùng nhau rời đi. Nghiêu Hữu đạo đưa họ đến cửa ra vào, cùng đồ hán đứng canh giữ ngoài cửa nhìn nhau, người sau cũng theo đuôi rời đi, trong thời gian ngắn nhân khí tan đi, lại khôi phục vắng vẻ bình thường. Hoa đào vẫn cười gió xuân như cũ, như Hữu đạo lại đi đến ngồi dưới gốc cây đào, rút bảo kiếm trong tay ra, mũi kiếm không phí sức vạch ra một đường thật sâu trên mặt đất, vô cùng sắc bén. Trong lòng chật chật, trước có gương đồng giấu diếm huyền cơ, bây giờ lại nhìn bảo kiếm này, xem ra công nghệ rèn đúc trên đời này quả thật hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của mình vuốt ve bảo kiếm thưởng thức, tâm tư lại không ở trên thân kiếm, nghĩ đến lần này cuối cùng có thể thoát khốn chính thức rời khỏi đây nhìn xem thế giới bên ngoài, thế mà lại không cao hứng nổi. Rõ ràng hắn đã nhận ra lần này xuất hành hình như mơ hồ có che giấu chuyện gì đó, là tốt hay xấu, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thật không ngờ lại dùng loại phương thức này thoát khỏi giam lỏng của Thượng Thanh Tông. chương 31, quận chúa rất xấu, hai Mặt trời từ từ về Tây, nằm dưới tàn cây đào rực rỡ như mây, tắm dưới ánh chiều tà, đẹp thì có đẹp nhưng không nhúc nhích không biết hắn suy nghĩ cái gì trong cung điện vắng lặng đường tố tố ngồi khoanh chân xếp bằng trên đệm hương bồ đường nghi chậm rãi đi vào tới bên cạnh đường tố tố hành lễ nói trưởng lão trưởng môn chuyện làm xong rồi ư đường tố tố hỏi đường nghi ừ một tiếng không nhiều lời thêm nữa đường tố tố lại hỏi có phải trưởng môn cảm thấy ta làm như vậy là hơi quá đáng rồi không chẳng qua ta cảm thấy nếu năm đó thượng thanh tông chịu ân huệ của ninh vương thì hẳn nên để thượng thanh tông đi trả cần gì đổ toàn bộ trách nhiệm toàn bộ lên người đông quách sư thúc đường nhi đáp chẳng lẽ hắn ta không phải đệ tử thượng thanh tông ư huống chi năm đó tặng kiếm hứa hẹn quả thật cũng là đông quách hạo nhiên bây giờ con gái ninh vương gặp phải rắc rối sư phụ hứa hẹn đệ tử đi trả cũng coi là thiên kinh địa nghĩa không có gì là không ổn đường nhi cúi đầu nhìn dưới đất khẽ thở dài huynh muội bọn họ đâu phải kẻ ngu như hiếu đạo có năng lực hay không đi theo bên cạnh bọn họ sớm muộn cũng sẽ nhìn ra đầu mối đến lúc đó đương nhiên sẽ hiểu rõ thượng thanh tông đã lừa gạt bọn họ vậy thì sao nếu thật là người thông minh thì nên biết không nên tìm đến thượng thanh tông vào thời điểm này không nên làm thượng thanh tông khó xử bọn họ tìm tới cửa thượng thanh tông ta danh môn chính phái cũng không tiện nói không giữ lời đương nhiên là phải giữ tròn lời hứa người đã cho bọn họ bọn họ còn muốn thế nào nữa nhưng chúng ta làm như vậy không khác gì để nghiêu hữu đạo đi nộp mạng. Đường tố tố từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm vào mắt đường nghi. Trưởng môn, không phải cô đã động chân tình với hắn đó chứ? Trưởng môn phải hiểu rõ một việc, cô gánh vác chính là trách nhiệm lớn phục hưng thượng thanh tông, mấy bà già bọn ta cố gắng giúp cô thượng vị, ôm hy vọng với cô, cô không thể vì tư tình nhi nữ mà quên mất đại nghĩa. Đường nghi lắc đầu, trưởng lão suy nghĩ nhiều, ta và hắn chẳng qua chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ngay cả mặt mũi cũng chẳng gặp được mấy lần, ở đâu ra cái gì mà tư tình nhi nữ? Chẳng qua ta cảm thấy chúng ta làm như vậy sao có thể gọi là cách làm của danh môn chính phái. Đường Tố Tố như mèo bị giẫm đuôi, giọng nói trở nên cao vút, vậy cũng là do đông quách hạo nhiên tự tìm, biết rõ hành động của Ninh Vương đã khiến cho tu sĩ thiên hạ căm phẫn, sớm muộn gì cũng không được chết tử tế, hắn ta còn dám mắt đi mày lại với Ninh Vương. Năm đó sư huynh muốn hắn tiếp nhận chức trưởng môn, bị mấy vị sư trưởng đè xuống, sự thật chứng minh không sai bây giờ ninh vương kết quả thế nào nếu thật bị cuốn vào mà nói cô cho rằng những người kia sẽ bỏ qua thượng thanh tông ư đã đến nước này bọn họ còn dám tới tìm thượng thanh tông không phải gây rắc rối cho thượng thanh tông thì là gì lấy nội tình của thượng thanh tông bây giờ thật sự không được giày vò làm không tốt sẽ mang đến họa diệt môn cô là trưởng môn phải biết nặng nhẹ đường nhi bình tĩnh nói hình như trưởng lão đã quên một chuyện hắn là phu quân trên danh nghĩa của ta để hắn ra mặt một khi tin tức truyền ra cùng việc thượng thanh tông bị cuốn vào trong đó có khác nhau chỗ nào ư dường như ý thức được sự thất thố của mình cảm xúc của đường tố tố rất nhanh ổn định lại thản nhiên nói nhà đầu à điều này cô không cần quan tâm ta đã sắp xếp xong xuôi sau này không có cơ hội dính dáng nào nữa đâu bây giờ địa vị cô đã ổn định đừng để lại hậu hoạn gì đường nhi sợ hãi cả kinh ý thức được thâm ý trong lời nói của bà ta đồng tử đột nhiên co lại gắt gao nhìn chằm chằm bà ta đường nhi đi không bao lâu một nữ đệ tử tên Điền Hương liền dảo bước đi tới trước mặt đường tố tố thì thầm vài câu. Đường tố tố nhíu mày, cười lạnh, rồi thấp giọng dặn dò vài lời. Một lát sau, lại có người tới ngoài cửa bái kiến, chính là Tống Diễn Thanh. Tống Diễn Thanh được cho phép đi vào gặp đường tố tố đưa một phong thư cho Điền Hương bên cạnh, dặn dò, để cho Nghiêu Hữu đạo xuống núi thì giao cho trụ trì Nam Sơn tự của tiểu Nam Sơn ở quận Quảng Nghĩa, cũng tiện đường thôi, để hắn cầm đi luôn. Rõ, Điền Hương đưa hai tay đón lấy, khi quay người rời đi đã lặng lẽ liếc nhìn Tống Diễn Thanh. Tống Diễn Thanh nhìn chằm chằm lá thư trong tay à, khá lưu ý, quay đầu lại cung kính hành lễ với Đường Tố Tố, "Cung kính hành lễ, đệ tử bái kiến trưởng lão." Đường Tố Tố vui tươi hớn hở giơ tay lên, ra hiệu không cần đa lễ. Tống Diễn Thanh vẫn không tỏ vẻ gì, bình tĩnh nói, "Trưởng lão, nghe nói Như Hữu đạo phải xuống núi làm tùy tùng cho Thương Triều Tông." Đường Tố Tố hơi gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Tống Diễn Thanh khá căng thẳng trầm giọng nói trưởng lão trước đó ngài đã cam đoan thượng thanh tông sẽ không phái pháp sư tùy tùng cho thương triều tông trước khi thương thục thanh quay về thượng thanh tông hắn ta đã tới gặp thượng thanh tông hiện giờ thượng thanh tông lại muốn phái người cho thương triều tông sau này hắn ta biết báo cáo với người nhà thế nào đường tố tố thở dài thực sự là chuyện xảy ra ngoài ý muốn thương quận chúa lấy ra tín vật báo ân năm xưa thượng thanh tông đưa cho ninh vương tự mình lên núi tìm tới cửa bảo thượng thanh tông làm sao từ chối thượng thanh tông là danh môn chính phái nợ người ta ân tình giờ người ta đòi nếu mình không trả sau này thượng thanh tông có mặt mũi nào gặp người trong giới tu hành nữa sẽ bị người ta đem ra làm trò cười diễn thanh đây không phải là một việc nhỏ làm cũng được bỏ cũng xong thực sự là không có cách nào khác chuyện báo ân hay không đệ tử cũng không rõ chuyện cũng nên không tiện bình luận đệ tử chỉ biết bên kinh thành kia đã nhắc nhở thượng thanh tông hiện giờ hành động của thượng thanh tông đã vượt ngoài dự đoán của bên kinh thành đệ tử muốn hỏi trưởng lão, đệ tử nên báo cáo lại với bên kinh thành thế nào? Tống Diễn Thanh trầm giọng vừa hỏi vừa có ý đe dọa. Ha ha ha, quá lo lắng rồi, tình hình như hữu đạo thế nào, có bản lĩnh bao nhiêu, người lại không biết sao. Chỉ như hắn cũng có thể làm pháp sư tùy tùng cho người ta sao. Chỉ là đáp ứng thương triều tông cho có thôi. Thực ra, ngay từ đầu, bên này đã hoàn toàn không muốn phái người đi theo thương triều tông nhưng người ta đã tìm đến tận cửa, còn lấy ra cả tín vật, việc này quan hệ tới danh dự của cả một môn phái, đường tố tố không thể từ chối trực tiếp, không thể không cân nhắc cẩn thận. Bà để cho thương thuộc thanh đi gặp nghiêu hữu đạo cũng là vì muốn nàng ta biết khó mà lui, dù sao tuổi tác nghiêu hữu đạo vẫn còn trẻ, ai mà ngờ thương Thục thanh mặc kệ, đồng ý, khiến cho thượng thanh tông đâm lao phải theo lao. Tống diễn thanh lạnh nhạt nói, mấy năm nay đệ tử không có ở thượng thanh tông, không biết tình hình nghiêu hữu đạo thế nào. Đệ tử chỉ biết, bên kinh thành có ý không thể phái người theo thương triều tông, một người cũng không. Người đó, đường tố tố chỉ hắn ta, khẽ lắc đầu, ta đang nghĩ cho người đấy, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Ấy, Tống Diễn Thanh hơi sửng sốt, nghĩ cho đệ tử sao? Đệ tử không nhìn ra được trưởng lão đang nghĩ cho đệ tử thế nào? Đường tố tố hứng hờ nhắc nhở, có một chuyện có lẽ ngươi không biết, căn bản trưởng môn đường nghi không ưa nghiêu hữu đạo, mấy năm rồi không thèm nhìn mặt lấy một lần, đến giờ vẫn chưa viên phòng. Trưởng môn vẫn còn là xử nữ trong trắng, lần trước ta cũng đã nói với ngươi, Trưởng môn chỉ là làm vì trách nhiệm, không phải thực sự muốn trao thân cho Ngưu Hữu Đạo. Làm sao trưởng môn có thể coi trọng một thôn phu sơn dã chứ? Ngươi và Ngưu Hữu Đạo, chẳng lẽ nàng không nhìn ra được ai hơn ai kém sao? Nhưng trưởng môn là nữ nhi của trưởng môn tiền nhiệm, có một vài trách nhiệm nàng cần phải gánh, ngươi là nam nhân, phải hiểu được nỗi khổ tâm của nàng. Chương 32, xuống núi. Tống Diễn Thanh ngơ ngẩn ngẩn ngơ, muốn nói lại thôi, hai mắt sáng dần lên, trái tim nhảy nhót đường tố tố đã ám chỉ rất rõ rồi đường tố tố để ý phản ứng của hắn ta lại nói ngươi cũng biết tình hình của thương triều tông thế nào rồi huống chi nghiêu hữu đạo còn không thể tự vệ đi theo thương triều tông khác nào cùng vào chỗ chết có một số việc thượng thanh tông không làm công khai được hẳn ngươi cũng hiểu nhưng nếu người của thượng thanh tông xảy ra chuyện ngoài ý muốn là do bị thương triều tông liên lụy lại là chuyện khác ngươi cũng biết quan hệ của ninh vương và đông quách hạo nhiên thương triều tông chỉ định tìm đệ tử của đông quách hạo nhiên để rời núi các đệ tử khác của Thượng Thanh Tông cũng hiểu được, không nghi ngờ gì. Hai mắt Tống Diễn Thanh sáng rực, không biết đang nghĩ tới điều gì mà sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Trong điện yên tĩnh một lát, đường tố tố giỏi quan sát sắc mặt người khác bỗng nhiên bật cười, đương nhiên, mọi thứ đều có vạn nhất. Có lẽ thương Triều Tông có thể vượt qua nguy cơ trùng điệp, tiện thể đảm bảo cho nghiêu hữu đạo bình an, vậy chỉ có thể nói là do vận mệnh của hắn, quan hệ phu thê của trưởng môn và hắn vẫn phải duy trì. Diễn Thanh à, Thượng Thanh Tông cũng có nỗi khổ của Thượng Thanh Tông, như hữu đạo làm sao được coi là pháp sư tùy tùng gì người phải giải thích rõ ràng với bên kinh thành giúp thượng thanh tông tống diễn thanh mỉm cười liên tục gật đầu đệ tử cũng là đệ tử của thượng thanh tông đương nhiên là phải nói chuyện giúp cho sư môn trưởng lão yên tâm đệ tử biết phải giải thích với bên kinh thành thế nào đường tố tố gật đầu vậy là tốt rồi quả nhiên ta không nhìn lầm người nếu trưởng lão không còn việc gì khác đệ tử xin được cáo lui trước tống diễn thanh chắp tay cáo từ Đường tố tố vui tươi hớn hở vung tay áo chào, đi đi, đi đi. Tống diễn thanh cung cung kính kính lùi lại mấy bước mới quay lại rời đi. Vừa rời đi, hắn ta lập tức đi tìm hai tùy tùng hứa dĩ thiên và trần quy thạc giao việc. Một người đi chuẩn bị ngựa, một người đi xin tông môn cho nghỉ, lý do là muốn về kinh thành. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, ba người ra roi thúc ngựa rời thượng thanh tông. Dọc đường đi, tống diễn thanh khá là hưng phấn. Đường tố tố đã nói, quan hệ giữa đường nghi và nghiêu hữu đạo là hữu danh vô thực, thực sự bất ngờ mà, xem ra đóa hoa tươi này vẫn còn chờ hắn ta tới hái. Tống Diễn Thanh quyết định lần này nhất định phải ôm được đường nghi vào tay. Hẳn là đường tố tố cũng lường được hậu quả nếu dám lừa không phối hợp với hắn ta. Sư Huynh, Huynh đi ngược rồi, đó không phải đường tới Kinh Thành. Ba con ngựa rời khỏi phạm vi của Thượng Thanh công, vượt qua con sông cạn, chạy sang bờ bên kia, Tống Diễn Thanh phóng ngựa chạy theo hướng khác, Trần Quy Thạc vội đuổi theo kêu gào nhắc nhở. Nói nhảm, ta có ngủ đâu, đi theo ta, tống diễn thanh quay lại mắng hứa dĩ thiên và trần quy thạc nhìn nhau không biết hắn ta muốn làm gì đành phải tăng tốc đuổi theo đường tố tố khoanh chân nhắm mắt lẳng lặng ngồi trên bồ đoàn trong điện không đốt quá nhiều đèn không gian mờ mờ lúc tối lúc sáng điền hương từ ngoài điện bước vào ngồi quỳ xuống trước mặt bà thấp giọng báo trưởng lão không phải đường tới kinh thành ngu xuẩn lại hay thích nghĩ đường tố tố mở mắt cười lạnh ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng một đệ tử Thượng Thanh Tông đi vào trong đảo Hoa Nguyên mời Nhiêu Hữu Đạo xuống núi, hỏi rằng có việc gì cần chuẩn bị không? Rõ ràng tên đệ tử này khá tò mò với phu quân của trưởng môn nhưng Nhiêu Hữu Đạo hỏi gì y cũng không chịu nói. Nhiêu Hữu Đạo chẳng có gì cần chuẩn bị, chỉ đem theo hai bộ quần áo để thay và vài cái bánh bao, đeo bảo kiếm thương Thục Thanh đưa tới lên vai, cứ như vậy mà xuống núi. Hắn đi theo con đường bậc thang không dốc lắm kéo thẳng từ đỉnh xuống đến chân núi, qua một cây cầu đá thì thấy thương Thục Thanh đã đứng chờ sẵn sau lưng thương thục thanh còn có bốn đại hán vạm vỡ, hai người mặc áo xanh, hai người mặc áo xám, trên cổ tay đeo hộ quản gia thuộc, lưng cũng đeo thắt lưng ra, ai nấy đều có vẻ hung hãn túc sát, trên lưng ngựa cũng đeo đao kiếm, cung nỏ. Pháp sư, thương thục thanh chắp tay chào, như hữu đạo gật đầu cười, điền hương dắt một con ngựa lông đỏ thấm tới, chào rồi chỉ vào cái bao đeo bên lưng ngựa, nói, sư thúc, ở đây có đồ tế nhuyễn, vàng bạc và một chút lương khô tông môn chuẩn bị cho người. Sau đó, à lần lượt lấy ra từng phong thư từ trong tay áo đưa cho hắn. đây là phong thư trưởng môn nhờ ngài tiện đường gửi cho trụ trì Nam Sơn tự ở tiểu Nam Sơn quận Quảng Nghĩa. trên đường đi ngài sẽ đi ngang nơi đó địa điểm cụ thể ngài hỏi thăm một chút sẽ biết. trưởng môn dặn ngài nhớ đem thư tới. như Hữu đạo nhận lấy thư nhìn qua thấy trên đó có ký tên bèn nhét vào trong bao đồ đeo trên lưng ngựa. ngẩng đầu nhìn theo hướng Thượng Thanh Cung hỏi ta không cần đi chào từ biệt sao? điền hương cười đáp trưởng môn nhắn ta là không cần bởi quận chúa còn phải lên đường à vậy đi thôi nghiêu hữu đạo cong cong khóe môi tự diếu đã nhiều năm như vậy hắn ở đây chẳng có lựa chọn nào khác lần này cũng vậy nói nhiều nữa cũng chỉ là nói nhảm hắn nắm lấy dây cương lật mình lên ngựa mấy người quận chúa cũng nhanh chóng lên ngựa rong rồi đi trước nghiêu hữu đạo đi sau một nhóm người phi nước đại đuổi theo dưới một gốc tùng ở vách núi bên thượng thanh cung đường nhi tay áo bồng bình như tiên nữ đứng từ trên cao nhìn xuống, nhíu mày nhìn đoàn người ngựa, càng nghi ngờ lai lịch của Ngưu Hữu Đạo. Nhìn hắn thoải mái rong rồi như vậy, chẳng lẽ trước kia đã từng tập cưỡi ngựa? Một tiểu tử nghèo tới từ vùng núi hẻo lánh lại có điều kiện này sao? Trong tiếng vang giòn gấp gáp của móng ngựa gõ lên nền đất, Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại đào hoa nguyên, hoa đào vẫn rực rỡ, không biết lần này mình đi rồi còn cơ hội quay lại không nữa. Lãnh địa của Thượng Thanh Tông không nhỏ, khoái mã rong rồi một lúc trên đường núi mới gần ra khỏi địa giới. Đột nhiên mấy kỵ bệnh đi đầu vội dừng lại trên đường rừng khiến cho nghiêu hữu đạo đằng sau cũng vội vàng ghim cương ngựa, vươn đầu ra xem xét, chỉ thấy đồ hán một mắt một chân chặn trước đường. Quận chúa, ta có lời muốn nói riêng với hắn. Đồ hán chỉ nghiêu hữu đạo phía sau, thô cạch nói. Thương thục thanh quay lại, thấy hắn không có ý kiến gì bèn phất tay dẫn theo bốn tùy tùng đi trước. Nghiêu hữu đạo nhảy xuống ngựa, cười hỏi có chuyện gì cần nói ở đây vậy đồ hán khập khiếng đi tới gần đưa tay sờ sờ bao đồ trên lưng ngựa thấp giọng nói người đừng có ăn lương khô tông môn đưa có thể không sạch sẽ mặt khác nhớ kỹ ra khỏi đây rồi thấy cơ hội là phải lập tức rời đoàn người quận chúa ngay tự đi tìm nơi khác mà sống đừng quay lại đi càng xa càng tốt trước khi có khả năng tự vệ tốt nhất là để cho thượng thanh tông vĩnh viễn không tìm được ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ không được nhắc với bất kỳ ai về quan hệ phu thê của ngươi và trưởng môn nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân, hiểu chưa? Ngươi là người thông minh, chắc không cần ta phải nói nhiều. Nghiêu Hữu đạo nghe ra thâm ý trong lời dặn dò của gã, chỉ cười đáp ta chói gà còn không chặt, người bảo ta đi một mình có thể đi đâu chứ? Đồ hán giận tím mặt, túm cổ áo hắn, khuôn mặt vốn đã giữ tợn lại càng trở nên giữ tợn hơn, tròm dâu quai nón run run, ta nhổ vào, người đừng có làm ra cái vẻ này. Người đã tranh thủ khi ta say rượu lừa ta không ít, trong đó có cả học hỏi quy tắc trong tu hành. Chói gà không chặt sao, ngươi tưởng ta không biết ngươi vẫn vụng trộm tự tu luyện à. Ta mặc kệ ngươi có lai lịch thế nào, chỉ biết đông quách sư thúc đã thu ngươi làm đồ đệ, còn lại ta không quan tâm. Thì ra ngươi vẫn giả say, như hữu đạo cười cười, không muốn chết thì làm theo lời ta dặn đi, đồ hán hừ lạnh, quay đầu bỏ đi. Nghiêu hữu đạo gọi với, nếu người của Thượng Thanh Tông cứ theo dõi ta chầm chầm không tha, ta phải tự vệ thế nào. chương 33, mời Pháp Sư tới. Đồ Hán dừng bước, quay đầu lại nhìn quanh, thấp giọng dặn, nếu xuất hiện tình huống này thật, người tìm cách đến yêu ma lĩnh tìm một người tên Triệu Hùng Ca. Ông ấy là sư đệ của sư phụ ngươi, bị Thượng Thanh Tông coi là sỉ nhục, trước kia đã bị trục xuất khỏi tông nhưng thực lực phi phàm. Ngươi tìm được ông ấy có thể dùng hộ thân phù chứng minh thân phận, ông ấy sẽ che chở cho ngươi. Ở bên cạnh ông ấy, Thượng Thanh Tông sẽ không dám động tới ngươi. Yêu ma lĩnh, Triệu Hùng Ca, như hữu đạo lẩm bẩm nhớ kỹ lại thắc mắc thượng thanh tông muốn gây bất lợi cho ta ta cũng không lấy làm lạ, người lại dặn ta rời nhóm người quận chúa là có ý gì? Chẳng lẽ quận chúa mời ta rời núi là vì muốn hại ta sao? Đồ hán cười lạnh, người thực sự cho rằng đi theo vị quận chúa có thân phận địa vị cao cao tại thượng kia là để hưởng vinh hoa phú quý sao? Nhiều hiểu đạo đã sớm nghi ngờ điều này nhưng vẫn giả bộ chẳng lẽ không phải sao? Ninh vương thương kiến bá là đại tư mã đương triều cao quý, đứng hàng tam công, chính là quyền quý hạng nhất nước Yến. Đi theo họ còn có thể thiếu vinh hoa phú quý sao? Hừ, tỉnh mộng đi, 5 năm trước Ninh Vương đã chết rồi, chắc là cũng khoảng lúc đông quách sư thúc và trưởng môn tiền nhiệm xảy ra chuyện. Trong tông môn nghi ngờ cái chết của ba người này có liên quan đến nhau nhưng lại không dám công bố ra ngoài. Ngoài nữ nhi này, Ninh Vương còn có một người con trai, tên Thương Chiêu Tông. Có lẽ người không biết, khi Thương Kiến Bá còn sống có tư tưởng khá cực đoan, xâm phạm đến lợi ích của tu sĩ thiên hạ, nghe nói cũng khiến cho Hoàng đế bất mãn. Mặc dù thương chiêu tông kế thừa tước vương nhưng nghe nói phạm phải chút chuyện mà bị hoàng đế mượn cơ hội đoạt chức, đuổi ra khỏi kinh thành. Lần này tới huyện Thương Lư là chạy về đất phong đó. Ta nói rõ cho ngươi hiểu, vì thương kiến bá có thể thương chiêu tông cũng sẽ bị ảnh hưởng, sợ là có người không muốn cho y đường sống. A, à, vậy ta đi theo y sẽ bị liên lụy, phải không? Hiểu là được, Thượng Thanh tông muốn cho ta đi chịu chết phải không? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói xấu tông môn của mình sao? Đồ Hán khinh bỉ hỏi quay đầu bước đi. Vậy là xong sao? Chớ đi vội, còn có rất nhiều chuyện ta không hiểu, chúng ta nói chuyện tiếp đi. Ngươi tự giải quyết đi." Niu Hữu đạo thở dài, cười nói, "Ta biết là ngươi chỉ nể mặt sư phụ ta mà thôi, nhưng mà dù sao, lão Đồ, cảm ơn ngươi bao nhiêu năm qua vẫn một mắt nhắm một mắt mở lo lắng cho ta." Đồ Hán vô thức sờ sờ con mắt còn lại của mình, nghiêng đầu nhổ một bãi nước bọt ta nhổ vào. "Đi đi," gã lách mình nhảy vào trong rừng, chân đạp mấy cái lên cành cây rồi biến mất nghiêu hữu đạo quay lại nhìn rồi lật mình lên ngựa tuấn mã chạy như một làn khói hắn ra khỏi sơn lâm gặp mấy người thương thuộc thanh đã chờ sẵn cùng phóng ngựa chạy về phương xa thác nước tung bay nước như từ trên mây đổ xuống dồn thành sông nước sông chảy xiết rẽ vào núi sâu rồi chậm rãi chảy về bình nguyên xa xa trên quan đạo mấy trăm kỵ binh rầm rập lao vùn vụt vù tới bên bãi sông cả nước thì dừng lại chờ bên đường đứng đầu là thương chiêu tông và lam như đình đang mong mỏi trông chờ dọc đường được trị liệu điều dưỡng, dù phải bôn ba vất vả nhưng khí sắc của thương chiêu tông cũng khá hơn không ít, chỉ ít là không còn mặc quần áo rách tung tóe nữa. Hiện giờ, nhìn y có vẻ kiên nghị tuấn lãnh, tinh thần phấn chấn, rất có khí phái nam nhi. Đằng sau hai người họ là gần 500 kỵ sĩ cầm theo đao kiếm cung nỏ, cùng hơn trăm thất lương câu, có con là để đổi, có ngựa cõng vật tư đồ dùng. Nhóm người vừa dừng lại, 500 kỵ sĩ tràn đầy sát khí lập tức tản ra đề phòng bốn phía, mấy kỵ sĩ rong rủi tới nơi cao hơn để quan sát, phối hợp khá ăn ý. Lặng lặng chờ gần nửa canh giờ còn không thấy người, thương chiêu tông khá lo lắng, đã hẹn là hừng đông gặp mặt, thanh nhi sẽ không sao chứ. Làm như đình nói, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thế nào thì thượng thanh tông vẫn còn cái bảng hiệu danh môn chính phái trên đầu, không dám công khai làm gì bất lợi với quận chúa. Thương chiêu tông nhìn theo hướng thượng thanh tông xa xa, thở dài một tiếng, đông quách tiên sinh đi về cõi tiên rồi, chỉ sợ thượng thanh tông sẽ càng lúc càng xa hoàng thất chúng ta mà thôi lam như đình vuốt dâu không nói gì ông ta khó mà nói được rằng trước kia hoàng thất đã phụ thượng thanh tông đương nhiên cũng không thể chỉ trách hoàng thất hoàng thất có bức bách giới tu hành cũng là bất đắc dĩ mà thôi ông ta trầm ngâm xét về mặt nào đó đúng là thượng thanh tông đã bị lão vương ra liên lụy nên mới bị các phái giới tu hành chèn ép đến mức liên tục suy bại mới nghèo đến mức này khi lão vương ra còn nắm đại quyền binh mã còn khó đối kháng được với các thế lực tu hành để bảo vệ họ chu toàn huống chi hiện giờ ngài ấy đã chết lá chắn vững vàng cuối cùng của thượng thanh tông cũng không còn tình cảnh khá gian nan nếu không chịu phái người hiệp trợ vương ra cũng dễ hiểu thôi cũng không thể oán bọn họ thương chiêu tông gật đầu ta cũng không hẹp hòi đến mức oán hận vì người ta không chịu giúp mình nếu vậy chẳng phải thành tiểu nhân rồi sao nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó y quay lại hỏi tiên sinh ta có một chuyện không rõ người biết rõ Thượng Thanh Tông sẽ không chịu phái Pháp Sư làm tùy tùng cho ta, vì sao còn đồng ý để Thanh Nhi chạy chuyến này? Làm như đình mỉm cười, vương gia thực sự cho rằng tiểu quận chúa đi đòi tùy tùng thật sao? Thương Chiêu Tông kinh ngạc, chẳng lẽ không đúng sao? Làm như đình khẽ thở dài, Vân về sợi dầu ở cầm, lắc đầu, có một chuyện này vương gia không biết, lúc trước khi quận chúa mới ra đời cũng không có vết bớt kia trên mặt, nhưng cứ khóc mãi không thôi, lương y vô sách. Vừa lúc đông quách tiên sinh tới chơi, Lão vương gia liền mời ngài ấy xem cho quận chúa, thử xem có bệnh ẩn gì không. Đông Quách Tiên Sinh kiểm tra cho quận chúa xong, nói rằng không có bệnh gì, chỉ là sinh ra số khổ nên cứ khóc mãi. Thương Chiêu Tông không hiểu nổi, sinh ra ở vương phủ, là Kim Chi Ngọc Diệp, mặc cẩm y ăn ngọc thực, phụ mẫu thông tình đạt lý, sao lại nói là số khổ. Làm như đình lắc đầu, khi ấy tiểu nhân cũng không hiểu nhưng Đông Quách Tiên Sinh rất am hiểu về huyền học khí số mệnh lý, nói rằng xem căn cốt quận chúa là hồng nhan hỏa thủy, khi lớn lên tất sẽ phương hoa tuyệt đại, ở thời loạn thế lấy sắc làm vui này há có thể không thấy khổ. Khi ấy lão vương gia mới khẩn cầu xin phá giải, đông quách tiên sinh nói, quận chúa sinh ra ở vương phủ, dù có khổ cũng là trước ngọt sau đắng, muốn phá đi nhất định phải cải mệnh. Lão vương gia hỏi phải làm thế nào, đông quách tiên sinh nói, đổi trước ngọt sau đắng thành trước đắng sau ngọt. Lão vương gia nhờ ông ấy hành động, vậy là đông quách tiên sinh thi pháp gieo một cái bớt xấu xí trên mặt quận chúa. Thực lạ, từ khi có cái bớt, quận chúa dừng khóc, lại cười khanh khách. Lão vương ra mừng lớn, đương nhiên ngài ấy cực kỳ tin tưởng vào đông quách tiên sinh nhưng vẫn thương cho quận chúa phải chịu khổ vài năm. Khi đó đông quách tiên sinh đã nói, chờ tới khi cơ duyên tới, có thể để quận chúa đến thượng thanh tông tìm mình, ông ấy sẽ trả lại dung mạo thực sự cho quận chúa. Chỉ là, chính đông quách tiên sinh cũng không tính được chưa chờ được đến khi ấy mình đã đi về cõi tiên. Nghe vậy, thương chiêu tông bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ta hiểu rồi, ý của tiên sinh là, Thanh Nhi muốn tới Thượng Thanh Tông tìm người trả lại dung mạo cho mình. Làm như đỉnh gật đầu, cùng một tông môn, chắc hẳn bản lĩnh của những người trên Thượng Thanh Tông cũng không kém đông quách tiên sinh. Nếu Thượng Thanh Tông không đồng ý phái tu sĩ hiệp trợ, hẳn sẽ không từ chối xóa vết bớt trên mặt quận chúa, bản thân cũng có thể trả được nợ ân tình, thế nào quận chúa cũng được như ý. chương 34, người này không đơn giản một. Tâu, trên dốc cao phía trước có tiếng kèn báo của cảnh vệ. Đoàn người nhìn sang, cảnh về kia khua tay ra giấu với thượng thanh tông chẳng mấy lâu sau có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại thương chiêu tông nhìn ra thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm sáu kỵ mã rong rồi chạy lại người đi đầu đội nón phủ lụa nhưng con ngựa thứ sáu mới khiến cho thương chiêu tông và lam như đình nhìn nhau chẳng lẽ mình đoán sai rồi thượng thanh tông dám phái người tùy tùng sao sáu con ngựa dẫm nước bắn lên tung tóe vượt qua bãi sông cạn chạy lên sườn núi gặp mặt đoàn người bên này thương thục thanh nhìn cương tuấn mã trong trẻo nói ca, Lam tiên sinh, may mắn không làm nhục mệnh, đã mời được Pháp sư rồi. Thương chiêu tông ngờ vực ra mặt, Lam như đình hơi nhíu mày, cả hai người đều đang nhìn như hữu đạo, cảm thấy người này trẻ quá, liệu có được tu vi pháp lực gì? Để Pháp sư trẻ tuổi này làm tùy tùng quả thực là nói đùa mà, còn không biết ai phải bảo vệ ai nữa. Suy nghĩ đầu tiên của hai người đều cho rằng Thượng Thanh Tông làm vậy chỉ là để đối phó cho xong, tùy tiện đuổi người tới góp cho đủ số nghiêu hữu đạo cũng lặng lẽ quan sát bọn họ từ đầu tới cuối vẫn treo một nụ cười hiền lành vô hại đây là tam ca của ta thương chiêu tông đây là tiên sinh nhà ta lam như đình thương thục thanh giới thiệu hai người với nghiêu hữu đạo hắn chắp tay cười nói xin ra mắt phương ra chào lam tiên sinh thương thục thanh lại giới thiệu nghiêu hữu đạo với hai người vị này là đệ tử quan môn của đông quách tiên sinh nghiêu hữu đạo đệ tử quan môn của đông quách hạo nhiên hai người thương chiêu tông và lam như đình ngạc nhiên nhìn nhau dù trong lòng vẫn còn lo nghĩ, nhưng trước khi xác định rõ chân tướng, hai người vẫn giữ vững tư thái lễ nghi chắp tay chào, làm phiền pháp sư. Khách sáo một hồi, thả tay xuống, Lam Như Đình thẳng thắn, thứ cho Lam Mỗ vô lễ, Lam Mỗ và Đông Quách Tiên Sinh cũng có thể coi là bằng hiếu cũ, cũng khá hiểu nhau. Đệ tử thân truyền của Đông Quách Tiên Sinh Lam Mỗ đều biết nhưng chưa từng nghe nói đến Đông Quách Tiên Sinh có một đệ tử quan môn tên Như Hữu Đạo. Như Hữu Đạo không hề bất ngờ khi bị hỏi như vậy. Từ khi Đường Nhi gọi hắn là sư đệ trước mặt người ngoài, hắn đã hiểu, căn bản họ không muốn để cho bên ngoài biết có một người như mình tồn tại, chỉ cười nói có một số việc không tiện giải thích, tóm lại là không phải giả. Chờ có cơ hội thích hợp ta sẽ giải thích nguyên nhân cụ thể. Làm như đình liếc nhìn Thương Thục Thanh đầy thâm ý bởi vốn biết Thương Thục Thanh làm việc thế nào, chắc chắn không phải ngu phụ đầu không có não, không hiểu nàng mời người như thế này tới để làm gì. Đoàn người không nói nhiều nữa, Tiếp tục lên đường nhưng Nghiêu Hiếu Đạo cũng cảm giác được đối phương có vẻ không nhiệt tình với mình lắm, bị kỵ binh kẹp ở giữa, như thể đang bị bao vây. Thực ra hai người thương Chiêu Tông và Lam Như Đình đã đoán đúng suy nghĩ của Thượng Thanh Tông, đoán chừng chỉ là tùy tiện phái người đến để đối phó, đồng thời còn lo lắng liệu Nghiêu Hiếu Đạo có vấn đề gì không, vì vậy mà đề phòng hắn. Trên đường đi, tách Nghiêu Hiếu Đạo một khoảng nhất định, thương Chiêu Tông tranh thủ hỏi nhỏ thương Thục Thanh, Thanh Nhi, muội có mời Thượng Thanh Tông hỗ trợ xóa vết bớt trên mặt không? suy nghĩ một lát thương thục thanh trả lời ca thực là không có đông quách tiên sinh nói không sai ở cái thời loạn thế này dung mạo xinh đẹp chưa chắc đã là chuyện tốt huống chi với tình huống của chúng ta bây giờ là thân nữ nhi lại quá xinh đẹp sẽ gây phiền phức cho chúng ta xấu một chút cũng có sao nàng nói vậy khiến lam như đình lắc đầu nào có nữ nhân nào không thích đẹp thương chiêu tông trầm giọng nói sớm muộn gì muội cũng phải lập gia đình không thể che mặt cả đời chứ ca muội không phải cây cỏ cũng có tình nhi nữ nhưng sinh không gặp thời, trong loạn thế, xuất thân của huynh muội ta đã chú định phải vung kiếm tứ phương, tình nhi nữ là quá xa xỉ. Ca, thực sự không cần quan tâm đến cái bớt trên mặt muội. Người bình thường muội còn chẳng thèm đâu, muội tự nhận mình là Minh Châu Long Đong, người không ngại dung mạo xấu xí mới là người muội thực sự mong muốn, muội sẽ quét bụi lấy thân Minh Châu mà đối đãi. Duyên đến thì đến, vô duyên thì chờ, không cần miễn cưỡng. Nàng thong rong rong rủi, lụa che mặt rủ xuống bồng bềnh. Thương Thục Thanh nói rất có lý, Thương Chiêu Tông không nói gì nhưng hai gò má căng cứng, trong lòng bi phẫn. Nữ tử bình thường 16, 17 đã sắp lấy chồng sinh con, y chỉ hận mình vô năng, liên lụy đến muội muội, ngồi ngẩn ngơ trong lao suốt mấy năm, làm lỡ dở muội muội thành lão cô nương gần 20 tuổi. Với tình hình hiện tại của thương gia, dù muội muội không có cái bất kia cũng có ai dám cưới chứ. Đường đường là một quận chúa mà phải tùy tiện tìm ai đó sao? y không muốn bạc đãi muội muội để cho muội chịu thiệt thòi khi còn sống phụ thân vẫn liên tục dặn dò huynh đệ y phải chăm sóc muội muội cho tốt nhóm người rong rồi trên đường đổi ngựa liên tục cho chúng nghỉ ngơi tới trạng vạng tối đoàn người cắm trại nghỉ ngơi bên bờ sông có người hạ trại có người lấy nước nhóm lửa có người cảnh giới có người đi kiểm tra tỏa kỵ bên bờ sông lều vải san sát lửa cháy bập bùng hương đồ ăn dần dần bay lên nghiêu hữu đạo ngồi bên tảng đá mở bao đồ móc lương khô ra, nhớ lại lời đồ hắn, nghĩ một lát, hắn lại ném tất cả xuống sông. Thương Triều Tông ngồi cách đó không xa vẫn lặng lẽ quan sát hắn, thấy thế không nhịn được mà hừ lạnh, lương khô ngon như vậy ném đi mà không tiếc sao? Thế đạo binh hoang mã loạn, không biết có bao nhiêu người ăn không no. Đương nhiên, các tu sĩ này chưa từng thiếu ăn thiếu uống, sợ là ăn ngon quen rồi. Lam Như Đình ngồi bên cạnh đang dùng cành cây gảy đống lửa bèn chọc vào chân Triều Tông, cười lắc đầu. Lam Như Đình cho người đi mời Nưu Hữu Đạo sang một nồi canh nóng khác cùng ăn. Nưu Hữu Đạo cũng nghe được người ta bất mãn gì đó với mình nhưng vẫn phớt lờ. Có người đến mời, hắn vui vẻ đi tới, có chuyện gì quan trọng hơn việc nhét đầy bao tử đây. Thương Chiêu Tông quay sang hỏi, tiên sinh thấy ta nói đúng không? Lam Như Đình cười đáp, trước đó ta còn lo lắng người này có vấn đề gì, hiện giờ xem ra có lẽ hắn không được Thượng Thanh Tông chào đón, ta bắt đầu tin hắn là đệ tử của Đông Quách tiên sinh thật rồi đấy. A à, sao tiên sinh biết, vương gia không phát hiện ra sao. Ba ngày hắn ăn cùng chúng ta, ngay cả lương khô thô giáp cũng ăn được, lương khô ngon thế kia lại không muốn hưởng thụ mà vứt đi, chẳng phải là quá không bình thường sao. Hơn nữa, người này bị thượng thanh tông phái tới chỗ chúng ta, đoán chừng hắn nghi ngờ lương khô đó. Ngày mai cũng không cần theo dõi hắn chặt chẽ như vậy đâu, không ngại buông lỏng cho mọi người cơ hội tìm hiểu nhau một chút. Thương chiêu tông nhìn như hữu đạo ngồi cùng binh lính ăn uống, có vẻ khá đam chiêu. Thương Thục Thanh rửa mặt bên bờ sông quay lại, đêm xuống, nàng tháo nón lá có sa che mặt xuống, tóc dài buông xóa, phất phơ trong gió đêm, nhu tình như nước. Nàng đi tới, làm như đình hỏi, quận chúa thông minh, không phải người lỗ máng, chẳng lẽ không nhìn ra được người này quá trẻ, không có tu vi pháp lực gì, vì sao còn đồng ý cho người này đi cùng. Thương Thục Thanh ngồi bên bàn, vuốt vuốt hai bên tóc mai, trầm ngâm đáp, Thanh Nhi hiểu tâm sự của ca và tiên sinh. Nói thế nào nhỉ, đầu tiên là ta cảm thấy có vẫn hơn không? Thứ hai, ta cảm thấy người này không đơn giản. Giờ là lúc ca đang thiếu người, có thêm một nửa nhân tài trợ giúp vẫn hơn là không có. Làm như đình nghe vậy lập tức hào hứng hỏi, vì sao quận chúa lại cảm thấy người này không đơn giản. chương 35, người này không đơn giản. hai Từ bên cạnh nhìn sang, dáng ngồi của thương thục thanh cực kỳ ưu mỹ, nhưng dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt nàng như mặt quỷ. Nàng suy nghĩ một lát, sắp xếp lại ý rồi đáp, đường nghi là trưởng môn đương nhiệm của thượng thanh tông, đệ tử trong môn dù là cao hơn một bối gặp nàng ta cũng phải cung cung kính kính, nhưng như hữu đạo này gặp đường nhi dù cũng có cung kính đấy, nhưng vẫn khiến ta cảm thấy sao ấy, khó mà nói được, đại loại là mặt ngoài cung kính, thực chất bên trong vẫn coi nàng như ngang hàng. Kỳ lạ nhất là ta phát hiện ra hình như đường nhi với hắn là ngoài lạnh trong nóng, nhìn như cường ngạnh cao cao tại thượng nhưng thực ra lại có hơi trột giả, vẫn luôn hoặc cố ý hoặc vô ý tránh nhìn thẳng vào mắt nghiêu Hữu Đạo. Chột giả, Thương Chiêu Tông khó hiểu hỏi lại, "Ca, đừng quên muội cũng là nữ nhân, có thể hiểu phần nào từng phản ứng nhỏ của nữ nhân. Làm như đình hiếu kỳ hỏi, đường nghi là trưởng môn thượng thanh tông, người này xem chừng vẫn còn trẻ, sao đường nghi lại trột giả với hắn. Thương Thục Thanh lắc đầu, tiên sinh, điều này, ta cũng rất tò mò. Mới đầu ta còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, may mắn ta vẫn đội nón xa nên có thể quan sát kỹ được. Sau nhiều lần chú ý, ta biết cảm giác của mình không lầm. Đường nghi đối diện hắn bị trột giả, thương chiêu tông và lam như đình nhìn nhau, cùng quay sang nhìn như hữu đạo đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay cầm canh nóng một tay cầm lương khô vừa uống vừa gặm bên đống lửa cười cười nói nói với mọi người ta có vẻ khá thoải mái. Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hữu trích đào hoa hoán tử tiền, tiếng ngâm thơ thanh thúy mềm mại kéo hai người quay lại, nhìn thương thục thanh, khá ngạc nhiên. Thương thục thanh hơi nhíu mày suy tư đọc lại bài thơ trong trí nhớ. Từ tình trích tại hoa tiền tỏa, từ túy hoàn lai hoa hạ miên bán tỉnh bán ví nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên, đãn nguyện lão tử hoa tử gian, bất nguyện cúc cung sa mã tiền, sa trần mã túc hiền giả thế, tử tràn hoa tri ẩn sĩ duyên, nhược tương hiền giả bị ẩn sĩ, nhất tại bình địa nhất tại thiên, nhược tương hoa tử bỉ sa mã, bỉ hà lục lục ngã hà nhàn, biệt nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên, bất kiến ngũ lăng hào kiệt mộ. vô hoa vô tử sư tác điền, nàng vốn thông minh, có thể nhìn một cái là nhớ, đương nhiên trí nhớ siêu quần. Như hữu đạo chỉ đọc bài thơ này có một lần, nàng ta cũng chỉ nghe có một lần nhưng đã thuộc. đọc xong liền nhìn phản ứng của hai người. thương chiêu tông cười ha ha, đây là bài thơ thanh nhi mới sáng tác sao? từ tình trích tại hoa tiền tỏa, từ túy hoàn lai hoa hạ miên. a, à, thơ hay, nghe rất tiêu dao nhưng khá lười nhác. đây là cuộc sống thanh nhi mong muốn sao? thương thuộc thanh lắc đầu, lại quay sang xem phản ứng của lam như đình. Lam Như Đình suy nghĩ một lúc mới chậm chậm nhận xét, ta đã từng bái phỏng nơi đông quách tiên sinh thanh tu, trước cửa có một gốc đào ngàn năm, bất kể xuân hạ thu đông, hoa đào vẫn luôn rực rỡ, vĩnh viễn không tàn lụi, rất thần kỳ, cũng rất ấn tượng. Quận chúa đột nhiên đọc bài thơ này, có phải là ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Nhiêu Hữu Đạo không? Nàng lắc đầu, thơ này không phải ta làm, là Nhiêu Hữu Đạo làm. Khi ấy, ta theo đường nhi đến đảo Hoa Nguyên, Nhiêu Hữu Đạo đang lười nhác nằm trên ghế dài mơ màng ngủ dưới gốc đào. Khi được biết đây chính là Pháp Sư sẽ đi cùng chúng ta, thực ra ta cũng không vui. Nhìn hắn trẻ thế là biết bọn họ muốn lừa gạt chúng ta rồi, vô tâm như vậy, cưỡng cầu cũng vô dụng. Khi ta đang định trả lại kiếm cáo từ, ai ngờ như hiếu đạo lại vặn eo vặn cổ ngâm bài thơ này, tài hoa khiến cho ta phải kinh diễm. Trong thơ, hắn tự khoe mình là cao nhân ẩn sĩ, rất có tài nhưng không gặp thời vậy. Lúc này ta mới kiên nhẫn quan sát tiếp, sau đó nhận ra đường nhi có vẻ khác thường, cuối cùng, mới hạ quyết tâm không chẳng bằng có, mời người này xuống núi cùng đi. Đúng rồi, mới đầu hắn rõ ràng không muốn đi theo ta nhưng sau đó không biết đường nghi nói với hắn cái gì đó mới chịu đồng ý. Khi hắn ra đi, Thượng Thanh Tông còn chẳng thèm tới từ biệt, chỉ phái một tiểu đệ tử đuổi theo, có vẻ hắn cũng khó sống. a à, làm như đình vuốt dâu lướt nhìn sang nhiều hiểu đạo, nghe quận chúa nói vậy, thơ này đúng là có vẻ tự khoe mình là cao nhân ẩn sĩ thật. Giờ nghĩ lại mới thấy khí chất của người này cũng thật không bình thường, khá thoải mái thong dong còn có tài hoa thi từ như vậy, không giống như đệ tử Thượng Thanh Tông đã từng gặp trước kia. Thú vị đấy, đợi ta tìm cơ hội thử hắn một chút xem hắn nông sâu thế nào. Đêm đó, người nên nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi cả, như hữu đạo quan sát cách đội nhân mã này bố trí phòng ngự. Mặc dù 500 nhân mã chia ca trực luân phiên nghỉ ngơi canh chừng nhưng xem ra trong vòng vài dặm vuông có xảy ra chuyện gì cũng khó mà thoát khỏi tầm mắt của bên này nên cũng yên tâm hơn chút. Trong một tòa trướng bồng, vén rèm lộ ra một khe hở, Lam Như Đình nhìn chằm chằm hành động của Ngưu Hữu Đạo, mỉm cười thầm thì thú vị đấy. Tản bộ một vòng, Ngưu Hữu Đạo quay về trướng bồng của mình, lấy lá thư ra, mượn ánh lửa bên cạnh, rút bảo kiếm, cẩn thận mở niêm phong, rút tờ giấy bên trong ra, lật qua lật lại nhìn một chút, chỉ là một tờ giấy trắng, một chấm đen cũng không có. Hắn dơ lá thư trước đống lửa nhìn thử, lại đặt nó dưới mũi hít hà một hồi, cuối cùng còn thè lưỡi liếm liếm một lúc, thử đủ cách vẫn không có gì hắn lo người ta dùng thuốc gì đó giấu chữ đi, nhưng liếm một cái liền hiểu đây là một phong thư giả. Chủ trì Nam Sơn tự ở núi Tiểu Nam quận Quảng Nghĩa. Xem ra lão đầu nhắc nhở không phải nói bừa, muốn hại lão tử à. Coi lão tử như nặn bằng bùn ra à. Nghiêu hữu đạo lẩm bẩm nhíu mày, nghĩ bụng nếu bị đệ tử Thượng Thanh Tông chú ý tới gây khó dễ thì đúng là phiền phức, dù sao cũng có rất nhiều chuyện hắn không hiểu rõ. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, định ra được chú ý, hắn gấp tờ giấy trắng lại, bỏ vào trong phong thư. Hôm sau, trời mới lờ mờ sáng, đoàn người đã ăn uống xong xuôi chuẩn bị xuất phát. Lều vải có người dựng có người thu, ngựa có người chăm có người đưa tới, như hiểu đạo không cần lo việc gì, có người phục vụ hết, rõ là một đội quân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh mà. Đoàn người lại xuất phát rộp rộp phi nhanh, như hiểu đạo cũng nhận ra hôm nay khác hôm qua, không ai kẹp hắn vào giữa đội ngũ rồi theo dõi nữa. Chạy được một quãng, đột nhiên hắn ra roi thúc ngựa chạy lên, đi ngang hàng với ba người thương triều tông. Ba người nhìn hắn, Nhiêu Hữu Đạo gợi chuyện, "Vương gia, với thân phận của ngài mà chỉ có 500 nhân mã bên cạnh thôi sao? Với phẩm cấp của bổn vương, nếu không có chức quan, theo tổ chế chỉ cho phép có 500 thân vệ." "A, à, ra vậy." như Hữu Đạo khẽ gật đầu, thực ra hắn chỉ muốn lấy cớ thôi, hỏi xong bèn đi luôn trên hàng đầu không lùi lại nữa, đi đằng sau hít bụi thực khó chịu. Lam Như đình chợt cười hỏi, thứ cho Lam Mỗ kiến thức nông cạn, "Xin hỏi pháp sư, không biết mộ của Ngũ Lăng Hào Kiệt ở đâu?" "A, à, Nghiêu Hữu Đạo lập tức hiểu câu hỏi này có liên quan đến bài thơ hoa đào của mình, quay sang nhìn Thương Thục Thanh, nhưng người ta che mặt, không nhìn được phản ứng thế nào, chỉ cười ha ha đáp, nói linh tinh thôi mà. Câu trả lời này thực sự khiến cho Lam Như Đình im lặng, tiếp tục hỏi thăm Nghiêu Hữu Đạo về Thượng Thanh Tông. Mặc dù hắn ở đó mấy năm trời nhưng căn bản chẳng biết gì, chỉ mượn một câu một lời khó nói hết đối phó qua. Thực ra hắn đều nói thật cả nhưng ba người Lam Như Đình đều cho rằng gia hỏa này chẳng có lấy nửa lời nói thật, Hết nửa buổi sáng đoàn người qua được núi, vượt hoang nguyên, thuận đường đi tới bên bờ sông, nhìn phong cảnh dọc đường, nhiều hữu đạo suy tư, lục lại trí nhớ. Đến bên kia bờ sông, thấy ba cây đại thụ cứng cáp đứng song song, hắn mới xác nhận sơn thôn 5 năm trước hắn rời đi cách nơi này không xa. chương 36, Đạo Gia, Hầu Tử, dòng sông tiến vào trong núi. Khi đến trước con đường nhỏ tiến vào trong núi thì Ngưu Hữu Đạo đột nhiên quay lại hỏi, vương ra, đến giao lộ phía trước có thể dừng lại một chút không? Hắn hỏi, thương triều tông giơ tay lên nhân mã lần lượt ghim chặt cương ngựa thương triều tông hỏi pháp sư có việc gì sao ngưu hữu đạo dơ roi chỉ con đường nhỏ bên cạnh không dám dối vương ra trong này có một sơn thôn là nơi xuất thân của ta ta đã rời khỏi nơi này từ khi còn nhỏ vẫn chưa quay về giờ muốn quay lại xem thế nào sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian đâu có thể xin vương ra chờ một chút không thương triều tông nhìn sang lam như đình như có ý muốn trưng cầu ý kiến lam như đình nhìn quanh cười nói, nếu vậy, vương gia, không ngại đi cùng xem nơi trung linh dục tú nào có thể sinh ra được pháp sư đi. Thương triều tông hiểu ý Lam Như Đình muốn nhân cơ hội này tìm hiểu Ngưu Hữu Đạo bèn gật đầu đồng ý cũng được. Ngưu Hữu Đạo cũng biết nhưng lười giải thích, chỉ cười nói, chỉ là một sơn thôn nho nhỏ thôi, chỉ sợ vương gia ghét bỏ. Đi, thương triều tông dơ roi chỉ, mấy người đi trước dò đường, những người khác chậm chậm đi sau. Con đường mòn đi sâu vào trong rừng rậm, không cần phân phó, Hai bên đội nhân mã đã lên cung căng nỏ, hoặc cầm sẵn vũ khí để phòng tứ phía. Ngưu hữu đạo quay lại nhìn họ, cảm giác được họ đều không phải quân sĩ bình thường, rất có kinh nghiệm thực chiến. Rít, 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 đột nhiên có tiếng chim hót từ trong núi vọng ra, Ngưu hữu đạo như bị điện giật, mở to hai mắt nhìn theo hướng tiếng chim. Vương ra, tiếng chim kêu này không thật, đột nhiên một người trong số quận hộ vệ lên tiếng nhắc nhở, bọn thương triều tông lập tức hìm cương ngựa, để phòng tứ phía cao độ có người che chở mấy người thương triều tông, cũng có người bắt đầu vây như hữu đạo vào giữa, cung nỏ cũng kín đáo nhắm thẳng vào hắn. Hình như họ cho rằng hắn cố ý dụ bọn họ vào bẫy, nếu có gì không ổn sẽ bắn ngay lập tức. Duyết, 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 lại có tiếng chim hót xa xa, như hữu đạo có vẻ kích động, nhìn quanh bốn phía, cũng trúng môi huyết lên ba lần giả tiếng chim. Bốn phía tĩnh lặng, lát sau mới có hai tiếng chim đáp lại. Hai mắt Nhiêu hữu đạo sáng rực, mặc kệ người bên cạnh đang uy hiếp, vẫn nổ quát tránh ra. Làm như đình vẫn thản nhiên khoát tay áo ra hiệu cho nhân mã tránh ra. Nghiêu hữu đạo phóng ngựa phi thẳng ra ngoài, không được bao xa bèn dừng lại, lại chú môi giả thêm một tiếng chim hót thật dài nữa. Sau đó, hắn ghim cương ngựa đứng im không ngừng quan sát tứ phía. Không bao lâu sau, một bóng người xuất hiện trong núi rừng, một thanh niên khôi ngô vào tới giữa sườn núi, đứng dưới một gốc cây cổ thủ tròn mắt nhìn chằm chằm như hữu đạo dò xét, không buồn để ý đến cung nỏ đang nhắm thẳng vào mình. Nưu Hữu Đạo cũng bình tĩnh nhìn đối phương đánh giá. Hai người quan sát lẫn nhau một hồi, bọn thương Triều tông sau lưng nhìn mà không hiểu gì. Rõ ràng người thanh niên khôi ngô kia rất kích động, môi run run thật lâu mới run giọng hỏi, "Đạo. Đạo gia là ai?" Hai chữ đạo gia này thực sự khiến cho máu nóng của như Hữu Đạo sôi trào. Hắn nắm chặt tay, hạ khuỷu xuống rồi chỉ vào người mới tới, hưng phấn gọi, "Hầu tử." Tiếng gọi này cũng khiến cho người thanh niên kia kích động không kém mặc kệ bụi gai nhào tới nhảy xuống giữa đường núi như hữu đạo xoay người xuống ngựa hai người giang hai tay ôm chặt lấy nhau vuốt vuốt lưng đối phương còn thâm tình hơn cả một đôi tình lữ yêu thương say đắm bọn lam như đình nhìn mà suýt nổi ra gà nhưng ai cũng thấy như hữu đạo này từ khi mới gặp tới giờ lúc nào cũng thong dong bình tĩnh khá thoải mái mà lúc này lại thất thố như vậy hẳn là đã gặp được cố nhân giao tình thâm sâu dù vậy các hộ vệ xung quanh vẫn không dám buông lỏng cảnh giác đề phòng xung quanh cao độ Đến giờ họ vẫn không biết tín hiệu giả tiếng chim hót kia là gì nhưng họ có thể khẳng định, nhiều hữu đạo cực kỳ quen thuộc với tín hiệu này. Người ngoài khó mà hiểu được sự cô đơn trong cái ôm của hai bọn họ. Đó là một sự cô đơn từ sâu trong tâm linh, người ngoài cũng chẳng thể hiểu được giao tình giữa hai người. Sau khi hai người ổn định lại cảm xúc, bèn đẩy nhau ra, nhìn nhau chăm chú, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Thấy hầu tử vừa cao vừa lớn, cao hơn chính mình nửa cái đầu, ngẫm lại hắn ta có được ngoại hiệu hầu tử cũng là vì vừa cao vừa gầy, nhiều hữu đạo đột nhiên mỉm cười. Dường như hầu tử mất khống chế vừa rồi không còn nữa, hắn ta đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng trước kia. Nhưng có một vài điều từ trong linh hồn không thể thay thế. Đạo gia, ngài cười cái gì? Hầu tử hỏi, nhiều hữu đạo lắc đầu cười ha ha, người không cảm thấy bộ dáng của mình bây giờ rất có vấn đề sao? Hầu tử sửng sốt, chợt hiểu ra, khóe miệng cũng hơi cong lên, đại ý là hắn ta cũng buồn cười cố gắng nhịn cười nghiêu hữu đạo hỏi sao ngươi lại tới đây ta nhớ đã thấy ngươi chạy trốn được vào hành lang mà hầu tử bình tĩnh nói không vào hành lang có lẽ còn có cơ hội sống sót sao lại nói vậy cả hành lang đều sập rồi ta không có chỗ nào để trốn nghiêu hữu đạo chẳng biết nói gì hắn tưởng đối phương chạy nhanh thoát được không ngờ còn thảm hại hơn chỉ biết thở dài nhìn tới cuối con đường nhỏ ngươi cũng từ thôn tiểu miếu tới sao hầu tử khẽ gật đầu hỏi ngài là nghiêu hữu đạo Sao ngươi biết, sau khi tỉnh lại, phát hiện mình trúng tên, ta mới biết trước đây không lâu thôn đã bị bọn cướp cướp sạch. Khi dưỡng thương, ta có nghe nói trong thôn có một người tên Nghiêu Hữu Đạo rất kỳ lạ, như một kẻ ngốc, cứ đi tìm người trong thôn hỏi lung tung, nói giống ta giống gì đó ta cũng không nhớ, ngày rời thôn lúc nào họ cũng không biết. Khi ấy ta đoán ra được hẳn là đạo ra rồi, nhưng ta đang bị thương rất nặng nên không đi tìm ngài được, cũng không biết đi đâu tìm ngài bọn người thương triều tông đứng hơi xa nên không nghe được hai người họ nói gì như hữu đạo khẽ gật đầu vỗ vỗ vai hắn ta ta còn tưởng rằng ngươi đã thoát thân được không ngờ ngươi cũng gặp nạn nếu không ta cũng sẽ không rời thôn tiểu miếu một mình hiểu chỉ một câu này là đủ như hữu đạo không giải thích nhiều chắp tay nhìn núi rừng bốn phía cảm khái thở dài lại nói may sao lần này ta đi qua đây muốn tới thăm những thôn dân kia còn có chút nhân tình nếu không sợ là không biết khi nào mới có thể gặp lại đúng rồi với bản lãnh của ngươi, sơn thôn này làm sao giữ được ngươi? Ngươi không muốn ra ngoài xem à, hay gây họa khiến cô nương nhà nào lớn bụng rồi? Hầu Tử tự động lược qua chuyện cô nương bụng lớn, nghĩ rồi. Lúc đó thực sự là bị thương nặng, dưỡng thương non nửa năm mới dần khỏe lên, cũng may là nhờ có người trong thôn chiếu cố. Về sau khi lương thực chín, chính mắt nhìn thấy phỉ binh đánh cướp thì ta thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. Binh lính và thổ phỉ ở đây chẳng có gì khác mỗi lần lương thực chín thì đều sẽ đến cướp một lần. Nghiêu hữu đạo có thể hiểu được tâm tình của hắn ta, biết hầu tử trước đây xuất thân binh chủng đặc biệt nên có một loại cảm xúc nào đó còn vương vấn. Còn mình trong lúc vô tình giúp mẹ quá con côi hầu tử dưỡng lão khám bệnh, lo lắng hậu sự, nếu không người có bản lĩnh như hầu tử e là cũng sẽ không đầu quân cho loại người như mình. Dù sao mình cũng là người đi trên đạo khác, hầu tử đi theo mình đơn thuần để trả lại những thứ đứa con bất hiếu còn nợ mẹ già, sau đó dần kết thành tình thân. Về sau ta nghĩ, ra ngoài cũng chưa chắc đã tìm thấy ngài, đoán sớm muộn gì ngài cũng sẽ trở về thôn này xem thử, giống như ngài nói phải trở về để trả lại ân tình nên ta quyết định ở đây chờ. Ta cũng phải trả lại ân tình cho người trong thôn, để tránh cho bọn họ bị cướp nhiều lần, ta đã ở lại tổ chức huấn luyện cho người trong thôn. Còn do nội tình của cơ thể này không được tốt lắm, ta cũng nhân mấy năm nay rèn luyện cơ thể một chút, nếu không trong thế đạo rối loạn này, ra ngoài mà không có chút năng lực tự vệ thì gặp chuyện, ngay cả chết như thế nào cũng chẳng biết. Chương 37, người này hơi không chính cống. như Hữu Đạo gật đầu, hai người đều hiểu đối phương, xem ra hai người gặp lại cũng là chuyện tất nhiên. Ngài thì sao? Hầu tử hất cầm về phía đám người Thương Chiêu Tông, tình hình như thế nào? Rõ ràng là đi cùng với ngài nhưng hình như không quá thân mật. A, như Hữu Đạo nhìn lại, mới nhớ ra mình đã gạt những người kia sang một bên rồi. Hắn vỗ lưng Hầu tử, "Nào, giới thiệu với người một chút." Nghiêu Hữu Đạo dẫn Hầu tử sang giới thiệu với đám người Thương Chiêu Tông lại giới thiệu hầu tử, đây là huynh đệ tốt của ta, tên. Hắn gãi đầu, quay sang hỏi hầu tử, người tên là gì ấy nhỉ? Ban nãy hắn quên hỏi giờ đã quên tên mất rồi. Cầm của đám lam như đình suýt chút nữa là rơi xuống, huynh đệ tốt của ngươi mà ngươi không biết tên gì. Rõ ràng giao tình của các ngươi không bình thường mà có thể mở mắt bịa đặt như vậy sao? Người thượng thanh tông phái tới này hơi không chính cống rồi. Ánh mắt hầu tử bình tĩnh liếc nhìn mọi người, nói, viên cương. À, đúng rồi, viên cương. Rời thôn lâu quá rồi, tên của ngươi cũng quên mất. Như hữu đạo quay đầu về phía mọi người xấu hổ nói, trí nhớ của ta không được tốt lắm. Lời này mọi người tin hay không chuyện khác, có điều ai nấy đều vô thức chú ý đến con dao găm cột trên đùi và cánh tay viên cương, tuy ăn mặc trông giống thôn dân vùng núi hẻo lánh nhưng rõ ràng khí chất không giống. Ánh mắt hắn ta rõ ràng không coi họ ra gì, bình thường những thôn dân nhìn thấy họ mà không bị họ dọa cho nơm nớp lo sợ mới là lạ, sao hắn ta lại có thể bình tĩnh như vậy. Vương gia, Chẳng lẽ không biết vương gia là cái gì? Đám người Thương Chiêu tông nhìn nhau, trong lòng không khỏi hồ nghi, lẽ nào người bước ra từ trong thôn này đều là tính tình như vậy sao? Nghĩ đến đây, bọn họ có chút hiếu kỳ, thật đúng là muốn xem thử rốt cuộc cái thôn này có dáng vẻ như thế nào. Bảo người của các ngươi đừng lộn xộn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Viên Cương nhìn chằm chằm Thương Chiêu tông lạnh lùng cảnh cáo một tiếng. Hộ vệ bên cạnh Thương Chiêu tông lập tức tức giận muốn phát tác, Thương Chiêu tông liền đưa tay cản lại. Viên cương cho hộ về kia một ánh mắt miệt thị, xoay người, hai ngón tay móc trong miệng huyết sáo một tiếng thật to. Trong rừng núi bên cạnh lập tức có động tính, lần lượt có năm sáu tên nhóc chạy ra, trên mặt mang theo vẻ cảnh giác tới gần, rõ ràng hơi e ngại quan binh. Đám lam như đình nhìn nhau, cảm thấy phản ứng này mới giống dáng vẻ của thôn dân. Cương tử ca, đây là, một tên nhóc cầm đầu thử hỏi một tiếng, viên cương chỉ như hữu đạo, đại bổng, về trong thôn nói một tiếng, nói là như hữu đạo trở về, ta không trở về nữa, ta sẽ đi với huynh ấy. Sau này các người cứ làm theo lời ta nói để giữ nhà, sẽ không có vấn đề gì đâu. Không cần trưng cầu ý kiến của Nghiêu Hữu Đạo, hắn ta đã trực tiếp quyết định thay Nghiêu Hữu Đạo, không trở về thông nữa. Nghiêu Hữu Đạo khẽ gật đầu nở nụ cười với mấy người khác, hắn rất hiểu ý viên cương. Hắn ta không muốn người ngoài chạy vào trong thôn dò xét ngọn nguồn trong thôn, còn về chuyện đi cùng mình thì dĩ nhiên rồi. Nghiêu Hữu Đạo, đại bổng sừng sốt một chút, nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo từ trên xuống dưới đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc nói a à, đạo ca thật sự là huynh sao huynh phú quý rồi cương tử ca mà không nhắc ta cũng không nhận ra huynh đạo ca ta là đại bổng là đại bổng trước kia luôn theo sau đít huynh đi chơi đấy còn ta nữa ta là mãnh tử đạo ca ta là tiểu cầu tử ta đại hoản nè đạo ca mấy năm nay huynh chạy đi đâu lúc ấy không thấy huynh đâu người trong thôn tìm huynh khắp nơi về sau còn có người đến thôn nghe ngóng về huynh, còn có người từng gặp huynh trong thành. Mấy tiểu tử này vây quanh tranh nhau chen lấn ồn ào, bộ dạng vô cùng vui vẻ. Có người đến thôn nghe ngóng, trong thôn còn có người gặp ta trong thành, như hữu đạo sửng sốt một chút, sau đó đại khái đoán ra được một chút, cười ha ha một tiếng, đưa tay chỉ một lượt những tiểu thiếu niên kéo đến, đại bổng, mãnh tử, tiểu cầu tử. Dù sao chúng đều đã tự giới thiệu bản thân một lượt rồi. Nhớ hết, lúc trước đại hoàn và ta đi bắt cá trên sông suýt thì chết đuối dù sao hắn cũng chẳng biết một tên nào cứ chiếu theo những chuyện tiểu tử sơn thôn có thể sẽ làm nói lung tung một lượt khóe miệng viên cương co rút phát hiện đạo gia vẫn là đạo gia trước kia đại hoàn hớn hở gật đầu nói đúng vậy đúng vậy trong lòng lại đang buồn bực nghĩ bắt cá hình như là có nhưng có suýt chết đuối sao đạo ca huynh về mà không quay lại thôn thăm một chút sao cương tử ca nói các huynh phải đi phải đi đâu vậy Đại bồng hiếu kỳ hỏi, mảy may không có ý thức được phải đi mà viên cương nói là có ý gì. Dù sao trong ấn tượng của chúng, người trong thôn này cũng chẳng đi được bao xa. Viên cương nói, đi ra thế giới bên ngoài xem thử, đừng hỏi nhiều như vậy. Có thể nhận ra viên cương rất có uy tín trong đám thanh niên, hắn ta vừa nói xong mọi người cũng liền không hỏi nữa. Đại bồng vò đầu nói, cương tử ca, mang bọn đệ cùng đi xem đi. Bên ngoài hỗn loạn, ở trong thôn an ổn sống là hơn tất thảy, những chuyện khác sau này xem tình hình hãng tính. Viên cương vứt lại một câu, quay đầu lại hỏi Nghiêu Hữu Đạo có tiền không? Nghiêu Hữu Đạo hất hất cầm về phía con ngựa của mình, trong bọc, đang định đưa cho thôn. Viên cương đi đến đưa tay tìm trong bọc, lấy ra một túi tiền, đưa tay lắc thử, tiếng len keng vang lên. Hắn ta quay trở về mở túi tiền ra xem, tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng một đống, vàng bạc đều được đúc thành dạng tiền đồng, tiền vàng chiếm đa số, màu vàng rực rỡ trói mắt. Oa! Wow. Mấy tiểu tử này chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy liền vây qua, đều muốn đưa tay sờ thử, mang đầy dáng vẻ thấy tiền sáng mắt. Viên cương kéo dây miệng túi tiền lại, cột chặt, quẳng cho đại bồng, nhắc nhở tiền này giao cho tập thể mấy lão nhân trong thôn bảo quản, nói với họ, tuy nhiều tiền nhưng không thể đem đi mua đồ lung tung. Bên ngoài binh hoang mã loạn, lộ tiền tài dễ khiến trong thôn trúc họa, thực sự cần dùng gấp hoặc thứ nhất định phải mua mới có thể lấy ra dùng, nhớ chưa? Nghe vậy, ba người lam như đình lại nhìn nhau, ánh mắt nhìn viên cương càng lộ vẻ thú vị. Nghiêu hiểu đạo cũng gật đầu nói, ừm, phung phí sau này đừng trách ta bắt thôn trả lại tiền. Tiền của ta cũng vất vả kiếm được, nó dùng để giải nạn, không phải để người ta phung phí. Mấy tiểu tử liên tục gật đầu, đại bổng vỗ ngực nói, đạo ca yên tâm, chúng ta biết kiếm tiền không dễ, huynh chịu bỏ nhiều tiền như vậy cho thôn đã là tốt lắm rồi, sao có thể phung phí, trở về chắc chắn ta sẽ nói rõ ràng. Nghiêu hiểu đạo cười ha ha nói, vậy là tốt rồi. Viên cương khua tay nói, được rồi, quay trở về hết đi. Lời của hắn ta vẫn khá có tác dụng, mấy tiểu tử nghe vậy liền rời đi, vừa đi mấy bước lại quay đầu lại vẫy tay, cương tử ca, đạo ca, chúng ta đi về trước, các huynh đi sớm về sớm nha. Nghiêu Hữu đạo mỉm cười khoát tay, viên cương đứng thẳng tắp đưa mắt nhìn. Đợi đến khi không thấy người đâu nữa, viên cương quay người nói với Nghiêu Hữu đạo đi thôi. Làm như đình ngồi trên lưng ngựa cười nói, viên huynh đệ, biết cưỡi ngựa không? Nghiêu Hữu Đạo quay đầu vui vẻ nói, đừng nói cưỡi ngựa, máy bay, xe tăng hắn ta còn lái được mà. Máy bay, xe tăng, Lam Như Đình, Thương Chiêu Tông, Thương Thục Thanh chăm miệng một lời cùng nhau trợn tròn mắt, bộ dạng vô cùng mờ mịt. Ba người nhìn nhau, cho là mình nghe lầm, nhìn những người khác cũng có vẻ mông lung như mình mới biết không nghe lầm. Máy bay, xe tăng là vật gì? Thương Thục Thanh hỏi một tiếng, vẻ mặt viên cương lạnh lùng không phản ứng gì. Nghiêu Hữu Đạo cũng ý thức được mình lỡ miệng, cười ha ha nói, đồ nông thôn ấy, các người cũng chướng mắt, không nói nữa. Chúng ta kiến thức quá hạn hẹp, thương thuộc thanh thở một tiếng đáng tiếc, thấy người ta không muốn hỏi thêm thì cũng không hỏi nhiều nữa. Làm như đình hất cầm về phía cuối con đường núi, Pháp Sư đã trở về quê mà không muốn quay lại thăm một chút à. chương 38, xin chào một, viên cương không muốn nhiều lời với bọn họ, đáp một câu lạnh như băng, mỗi lần quan binh đến đều muốn cướp sạch thôn một lần, nông dân không thể gặp được cảnh tượng hoành tráng thế này mọi người đều có thể nghe ra ý tứ trong câu nói của hắn ta, sắc mặt Lam Như Đình và Thương Chiêu Tông hơi ngưng trọng, không phải tức giận vì lời nói này mà vì có thể lý giải đầy đủ câu này. Không nói trước kia, chỉ riêng chuyến đi lần này họ đã nhìn thấy không ít tình huống bi thảm như Viên Cương nói. Nhưng hộ vệ bên cạnh Thương Chiêu Tông lại nổi giận, dơ roi chỉ vào Viên Cương khiển trách quát mắng, lớn mật. Vương ra há lại, Viên Cương liếc mắt nhìn, Thương Chiêu Tông ừm một tiếng, ra hiệu người kia ngậm miệng. Như hữu đạo thấy tình cảnh bị làm cho ngượng ngùng liền mỉm cười giảng hòa nói, chủ yếu là vì không muốn vì chút việc riêng làm chậm trễ hành trình của vương gia, không đi cũng được, không đi cũng được. Thương Chiêu Tông quay đầu lại nói, cho viên huynh đệ một con ngựa. Có thể thấy ấn tượng đầu tiên của y đối với viên cương còn có thiện cảm hơn so với Ngưu hữu đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, y vừa nhìn đã thấy khí chất anh dương vệ, vũ liệt vệ trên người viên cương, trông rất thân thuộc, còn Ngưu hữu đạo miệng không có một câu thật thà này không giống người tốt lành gì. Đằng sau nhanh chóng có người dắt một con ngựa tới, viên cương nhận dây cương lật mình lên ngựa, động tác gọn gàng. Đám lam như đình rõ ràng chú ý thấy viên cương không giống một thôn dân sơn giã, tương đối có kinh nghiệm khống chế ngựa. Thương chiêu tông ra hiệu bằng tay, cả đám người tiếp tục đi về phía trước, đội sau đổi thành đội trước quay trở về. Như hữu đạo và viên cương vừa gặp mặt, có nhiều chuyện nói nên chậm rãi đi cuối đội ngũ. Ở phía trước, thương chiêu tông trong lúc vô tình nghe thấy thương thục thanh vẫn còn lầm bầm mấy từ máy bay, xe tăng thì quay đầu nhìn hai người phía sau không xa không khỏi cười nói người ta không muốn nói thanh nhi còn ghi nhớ sao nếu vậy sao lúc đầu cố gắng hỏi cho đến cùng vẻ mặt thương thuộc thanh dưới vành nón lá không thể nhìn thấy rõ nàng trả lời người ta đã không muốn nói muội cảm thấy như hữu đạo kia cũng không phải là người tiện miệng nói linh tinh mấy lời lấp liếm này làm cho muội cảm thấy rất kỳ quái mấy câu vô tâm đó dường như không phải là lỡ lời mà giống như có thứ gì đó đang giấu giếm chúng ta hơn nữa ánh mắt phiên cương kia nhìn chúng ta rất coi thường. Thương chiêu tông hồ nghi nói, thanh nhi, lời này của muội hình như rất mâu thuẫn, sao ta nghe thấy hổ đồ rồi. Thương thục thanh nói, muội cũng không thể nói rõ được, cảm thấy về mặt tâm tính hình như coi thường chúng ta, những lời hắn tùy tiện nói ra dù sao chúng ta cũng có cảm giác nghe không hiểu, ở một mức độ nào đó, khi đối mặt với chúng ta dường như có tư thế tâm lý cao cao tại thượng. Thương chiêu tông à một tiếng, có thể cảm thấy mình là pháp sư, còn chúng ta trong mắt bọn họ chỉ là phàm phu tục tử thôi có lẽ vậy thương thục thanh trầm ngâm một tiếng quay đầu lại hỏi lam tiên sinh ngài cảm thấy lúc trước hắn đồng ý cùng chúng ta vào thôn sau đó bỗng nhiên cự tuyệt là có ý gì lam như đình đáp có thể là một cách bảo vệ đối với thôn dân viên cương này có thể không muốn cho chúng ta tiếp xúc với thôn dân thương chiêu tông nói nơi thì đã biết rồi sau này muốn tiếp xúc không phải dễ như trở bàn tay sao làm như đình tiếp lời, vương gia vừa rồi chẳng lẽ không thấy sao? Nếu trên núi thật sự có thôn gì đấy thì thôn này rõ ràng không đơn giản. Từ trạm canh gác kia có thể nhận thấy, trong thôn này có biện pháp tự bảo hộ nghiêm mật, chỉ e người ngoài vừa tới gần, người trong thôn sẽ có phòng bị. Có lẽ đúng như bọn hắn nói, bọn hắn bị quan binh cướp sạch đến mức sợ rồi. Vừa đi ra khỏi con đường nhỏ, họ tiếp tục rong rủi trên con đường cái. Như hữu đạo và viên cương cưỡi ngựa ở sau, kể lại những chuyện mình gặp phải trong mấy năm nay. Được gặp lại nhau họ rất vui, dù có phải đi cuối đội ngũ hít bụi cũng không quan trọng. Với viên cương, Ngưu hiểu đạo không có gì phải giấu giếm, từ chuyện tỉnh lại trong miếu hoang gặp đông quách hạo nhiên cho tới những chuyện trải qua sau khi rời núi đều kể lại hết. Ngay cả chuyện phát hiện càn khôn quyết trong gương đồng cũng không hề giấu giếm. Viên cương không ngờ nghiêu hữu đạo lại bị giam lỏng 5 năm, đạo ra, theo như ngài nói thì thượng thanh tông kia muốn hại ngài ư nghiêu hữu đạo buông tiếng thở dài tám chín phần người là vậy từ các dấu hiệu và nhắc nhở của đồ hán kia đều thấy hẳn là muốn sớm cho ta quy thiên không biết ta đã trêu chọc gì bọn họ ta vô hại với bọn họ sao phải sống mái với ta chứ việc này đến giờ ta vẫn chưa lần ra manh mối viên cương hỏi ở thượng thanh tông bọn họ rất dễ xuống tay với ngài sao phải kéo dài đến bây giờ nghiêu hữu đạo đáp việc này ta cũng khó hiểu viên cương lại hỏi đạo gia định giải quyết việc này như thế nào có vẻ như đi theo đám người phía trước cũng không an toàn, chờ qua Nam Sơn tự đi, đợi Thượng Thanh Tông cho rằng ta chết rồi, đã cắt được mối họa ngầm, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Sau này trời đất bao la, dựa vào bản lĩnh của hai huynh đệ ta sẽ đi khắp nơi xem thử. Như hữu đạo đáp, hai người thương lượng xong liền quyết định như thế. Vì để phạm trù tư duy của viên cương vượt ra khỏi sơn thôn kia, hiểu thêm về thế giới này để có thêm khả ngăn tự vệ, như hữu đạo bắt đầu nói cho viên cương nghe về những chuyện liên quan đến giới tu hành mà hắn biết. Đáng tiếc là quyển sách liên quan đến giới tu hành của Thượng Thanh Tông không được mang ra ngoài, bằng không có thể tiết kiệm được nước bọt giải thích. Viên cương lăn lộn trong giới khảo cổ nhiều năm như vậy, đọc chữ tiểu truyện cũng không thành vấn đề. Viên cương nghe cả chặng đường, suy nghĩ cả chặng đường đột nhiên thốt lên một câu, người của thế giới tu hành tham gia vào thế tục thậm chí là dính líu đến tranh bá của các quốc gia, ta thật sự khó mà hiểu được. Như Hữu đạo cười ha ha nói, có cái gì không hiểu chứ, không biết mới cảm thấy khó hiểu mà thôi, việc mà ngươi không biết không có nghĩa là không tồn tại. Đã đọc phong thần diễn nghĩa chưa? Trận chiến thương chu trong đó có bao nhiêu tu sĩ tham gia? Chẳng hạn Khương Tử Nha, Na Cha, Dương Tiến gì đó. Tình hình đó không khác gì lắm tình hình thế giới hiện nay chúng ta đang ở. Ngươi cứ coi như chúng ta đang rơi vào thế giới trong sách của phong thần diễn nghĩa, như vậy đầu óc dễ xoay chuyển hơn. Viên cương hơi cạn lời, cao mày nói, đạo gia, theo như ngài nói, chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần tiên bay tới bay lui nghiêu hữu đạo đang cầm dây cương thúc ngựa lại cười một tiếng cái gọi là thần tiên phải xem thử ngươi lý giải như thế nào nếu chỉ là chỉ khả năng bay qua bay lại thì có lẽ có có điều giờ số người có tu vi đạt đến bước đó ở thế giới này không nhiều thật sự muốn có tu vi như vậy đã là những kẻ đứng trên đỉnh của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên bên dưới có lẽ có cả đống người vận chuyển lợi ích những chuyện thông thường chắn chắn không thể khiến bọn họ phải ra mặt thật sự có thể bay tới bay lui viên cương lắc đầu mặc dù là người hắn ta tiến nhiệm nói ra nhưng vẫn hơi không tin được cái này không khoa học. Như hữu đạo giang hai tay, rất khoa học, chẳng qua ngươi chưa được tiếp xúc với những thứ cốt lõi bên trong nên không thể lý giải được thôi. Viên cương kinh ngạc, khoa học, khoa học chỗ nào? Như hữu đạo hơi suy tư một chút, nghĩ xem phải giải thích cho hắn ta như thế nào. Sau khi hắn sắp xếp xong mạch suy nghĩ, liền nói trước khi chúng ta tới đây, ta cũng như ngươi, không tin có thần tiên gì đó. Nhưng sau 5 năm tu luyện ở thượng thanh tông so sánh giữa hai cái, ta đại khái đã hiểu ra. Ngươi nhìn đi, hắn ra hiệu viên cương nhìn, tay lật một cái, vận công đẩy ra lập tức thấy bụi mù do ngựa phi cuốn tới trước mặt như đang xoay tròn không tan trong lòng bàn tay hắn. Sau khi tiện tay tản ra, hắn lại hỏi, ngươi cảm thấy ban nãy ta làm gì không? chương 39, xin chào hai. Viên cương nói, đây là tác dụng nội lực của khí công đạo gia ngài tu luyện sản sinh ra. Những tình huống cùng loại thế này trước kia hắn ta đã được chứng kiến từ trên người như hữu đạo, Nghiêu hữu đạo gật đầu, đúng là khí công, nhưng sau khi vận công, lực này từ đâu đến, người có thể giải thích không? Viên cương trầm mặc, cái này hắn ta thật sự chưa từng suy nghĩ kỹ, hắn ta chỉ biết là khí công nên lắc đầu, biểu thị không biết. Nghiêu hữu đạo giải thích, luyện khí trước kia, khi mở giác quan tinh thần thể xác ra liền có thể cảm nhận được cơ thể hút thứ gì đó vào trong cơ thể, nói theo cách của đạo gia đó là linh khí trời đất. Ta cũng luôn mơ màng khó hiếu về lý giải này sau khi đến đây và có sự so sánh thì ta đã đại khái hiểu ra linh khí trời đất rốt cuộc là gì. Mặc dù viên cương bình tĩnh nhưng vẫn không kìm được hiếu kỳ hỏi là cái gì. Như hiểu đạo trả lời, dùng một từ khoa học để giải thích hẳn ngươi sẽ biết ngay thôi. Vật chất ngầm, đã từng nghe thấy vật chất ngầm chưa? Trong mắt viên cương lóe lên tia kinh ngạc, ngài đang nói đến thứ vật chất còn nhỏ hơn điện tử và quang tử, không thể nhìn được bằng mắt thường, các nhà khoa học luôn tìm đủ mọi cách để nắm giữ đó sao? như hữu đạo gật đầu không sai sau khi ta so sánh suy nghĩ cẩn thận một hồi thứ gọi là linh khí hẳn là vật chất ngầm có vài thứ gọi là mê tín trước kia ma quỷ có lẽ ngươi không xa lạ dường như tồn tại mà lại như không tồn tại có điều trong điển tịch của thượng thanh tông ta xác định ở đây thật sự có ma quỷ tồn tại ta nghĩ cái gọi là ma quỷ thực ra là do những vật chất ngầm mắt thường không nhìn ra được kia tạo thành sau khi con người chết đi tư tưởng và tư duy có thể mượn vật chất ngầm làm môi giới để tạo thành cái gọi là quỷ hồn đạo lý đó thật sự giống như ta và ngươi chiếm hữu nhục thân bây giờ chúng ta chẳng khác gì quỷ hồn có điều có khác biệt ở môi giới vận hành tư tưởng mà thôi vũ trụ mênh mông tính đa dạng cùng tồn tại chuyện nhân loại không hiểu còn nhiều lắm những chuyện chưa tiếp xúc không có nghĩa là việc không tồn tại viên cương có chút cạn lời nhìn hắn không cần nhìn ta như vậy không có gì phải ngạc nhiên nếu ta không đoán sai cái gọi là nội lực và pháp lực cao thấp thật sự chỉ là kết quả của năng lực điều khiển vật chất ngầm phóng thích ra uy lực năng lượng lớn hay nhỏ thôi." Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười, vùng tay ngăn ít bụi mù bay tới, tiếp tục nói, "Sau khi ta ở đây tu luyện mới phát hiện, linh khí thế giới này cũng vượt xa vật chất ngầm mà ta có thể lý giải. Lúc trước ở nơi chúng ta ở rất dồi dào, ta đã kiểm tra nhiều lần, tốc độ tu luyện ở đây vượt xa bên kia. Từ một vài điển tích xem ra, nơi trước kia cũng không có nhiều linh khí lắm." dĩ nhiên cũng không có bao nhiêu tu sĩ. Về sau, thương tụng quốc phương khai quốc của nước vũ đã chọc thùng trời, thế là linh khí không ngừng lọt vào thế giới này. Cụ thể có chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ. Đúng rồi, người vẫn luyện ngạnh khí công chứ. Viên cương gật đầu, sau khi thương thế tốt lên vẫn đang luyện, bản lĩnh phòng thân cũng nên có một chút. Như hiếu đạo mặt mày nghiền ngẫm nói, ngạnh khí công luyện thể chân chính thực ra cũng là phối hợp vài thuật thổ nạp, cũng là muốn hấp thu linh khí, cũng chính là người có thể hiểu được vật chất ngầm nếu ta đoán không nhầm tiến độ tu luyện ngạnh khí công của ngươi hiện nay chắc chắn vượt xa trước kia viên cương trầm mặc không nói không sai hoàn toàn đã bị đạo gia đoán chính xác lúc trước hắn ta vẫn không thể nghĩ thông chuyện gì xảy ra giờ đã bị những lời nội dung sâu sắc giải thích dễ hiểu của đạo gia giúp cho hiểu rõ thêm một chút như hữu đạo vui tươi hớn hở càn khôn quyết ta tu luyện cũng không tệ để sau này ta kiểm tra cơ thể giúp ngươi xem thể chất người bây giờ có thích hợp tu luyện hay không nếu như thích hợp thì ngươi cũng luyện đi Viên cương lắc đầu, ta không hứng thú với mấy chuyện ngồi xuống giết thời gian, có thời gian ta tình nguyện đi làm vài chuyện có ý nghĩa. Nghiêu hiểu đạo hít mắt, người đừng ngốc, thế đạo này khác với trước kia, thực lực tự vệ mạnh một chút không tốt sao. Kéo dài tuổi thọ trì hoãn giải yếu sống lâu một chút cũng tốt. Viên cương vẫn lắc đầu, tốn nhiều thời gian ngồi một chỗ, sống lâu cũng có ý nghĩa gì. Sinh mệnh là phải vận động, hầu tử, ta nói ngươi nghe, đạo gia, đừng khuyên, ta không giống ngài luôn si mê thứ này ta không hứng thú với mấy thứ huyễn hoặc khó hiểu, thái độ của ta đối với cuộc sống hẳn là ngài hiểu. Được, ta không nói nữa, như hữu đạo thở dài, tiếp tục chỉ vào hắn ta nói, có điều ngạnh khí công kia ngươi đừng từ bỏ. Ta đoán ngạnh khí công ngươi luyện không tầm thường, trong những truyền thuyết của đạo giáo ở nơi trước kia có thể thấy được một ít manh mối. Lượng linh khí từng có có lẽ cũng khá ổn, về sau không biết chuyện gì xảy ra, linh khí cực kỳ mỏng manh. Năm tháng dài lâu, phàm là những công pháp năng lực cảm nhận và hấp thụ kém một chút, tu luyện không ra kết quả chắc chắn đều đã bị đào thải. Đến thời kỳ của chúng ta những công pháp còn có thể tu luyện hiệu quả hẳn đều không đơn giản. Ở đây không chừng có thể tu luyện ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt, điểm ấy ta không nói hẳn ngươi cũng có thể cảm nhận ra. Viên cương ừm một tiếng, sau khi im lặng một lúc liền hỏi, đạo gia, sau này ngài có dự định gì? Như hữu đạo ngắm nhìn trời đất xung quanh, cởi mở cười nói, nhập ra tùy tục, tặng thế giới này hai chữ hai chữ viên cương không hiểu nghi hoặc nói hai chữ nào xin chào nghiêu hữu đạo nhíu mày vứt ra câu đó sau đó quất mạnh roi cưỡi ngựa phóng nhanh đi xin chào viên cương sửng sốt một chút nhìn xung quanh sau đó cũng quất roi thúc ngựa đuổi theo một trước một sau nhanh chóng lao đi núi tiểu nam quận quảng nghĩa núi xanh xanh rừng cây tĩnh mịch lúc trạng vạng tối ba kỵ binh xông vào phá vỡ sự yên tĩnh trong núi thỉnh thoảng còn khiến cho chim bay thú chạy giữa bóng rừng ven đường có một tiểu đình để che mưa chắn gió, trong tiểu đình có dựng một tấm bia, chữ Nam Sơn tự khắc trên tấm bia đã bị thời gian mài mòn. Tống Diễn Thanh, Hứa Dĩ Thiên, Trần Quy Thạc ghim ngựa dừng lại, nhìn nhìn dòng chữ trên bia xác định không đi nhầm chỗ mới ngẩng đầu lên nhìn thềm đá quanh co trước mắt, trên núi rừng rậm rạp ẩn hiện một góc mái cong, hẳn là vị trí chùa miếu. Tống Diễn Thanh nghiêng đầu ra hiệu, gót chân Hứa Dĩ Thiên thúc vào bụng ngựa, phóng ngựa xông lên thềm đá. Theo sau là Tống Diễn Thanh, Trần Quy Thạc đi theo cuối cùng. Trên đỉnh núi là một tự viện cổ kính, không gian thanh u, phía trước có một tiểu tăng quét rác nhìn ba người nhảy xuống ngựa thì tiến tới thi lễ nói, ba vị thí chủ, sắc trời đã tối, không biết. Tống diễn thanh mắt lạnh ngạo nghế, không coi ai ra gì, đưa tay đẩy tiểu tăng ra, nhanh chân sông vào cửa. Hứa dĩ thiên, Trần Quy Thạc cũng trực tiếp dẫn ngựa vào cửa chính của tự viện. Tăng nhân vội vàng ném cái trổi chạy về thông báo, rất nhanh. Có hơn 10 tăng nhân thanh niên trai tráng sông đến cầm gậy xếp thành một hàng ngăn ba người với đại viện, tăng bào của ai nấy đều giặt trắng tinh, trông khá giản dị. Tống Diễn Thanh lấy một vốc tiền từ túi tiền bên hông ném ra, tiền rơi len keng dưới chân các tăng nhân. Tất cả đều là tiền vàng, vàng óng ánh chứ không phải chỉ vài trinh tiền, cả đám tăng nhân hai mặt nhìn nhau. Tiền hương hỏa, chuẩn bị cho chúng ta xương phòng thật tốt, ngựa phải ăn loại cỏ khô thượng đẳng. Hóa ra các ký chủ là khách hành hương, tăng quân quản sự dưới mái hiên chính điện ôi trao một tiếng, bước nhanh chân tới, phất tay ra hiệu đám côn tăng buông vũ khí xuống, tự mình chào hỏi Tống Diễn Thanh, dạo này binh hoang mã loạn, trong núi có không ít thổ phỉ, thấy các vị thí chủ dẫn ngựa xông vào còn tưởng rằng là kẻ xấu. Hiểu lầm, hiểu lầm, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Đưa tay mời bọn hắn vào phòng khách, ba con ngựa tử có người dắt đi chăm sóc, những côn tăng kia bắt đầu nhặt tiền vàng trên mặt đất. bốn 40, trụ trì viên phương, ngươi là trụ trì của nơi này. Tống Diễn Thanh chắp tay đi dưới hành lang mái hiên hỏi một tiếng. Không phải, không phải, bần tăng như hối, là thủ tọa Đông Viện. Như hối khách khí tự báo thân phận, nhìn thấy Tống Diễn Thanh có vẻ là kẻ giàu có nên vô cùng nịnh bợ. Tống Diễn Thanh liếc gã ta một cái, bảo trụ trì của các ngươi tới gặp ta. Như hối lắc đầu nói, không khéo rồi, trụ trì ra ngoài thăm bằng hiếu, ngày mai mới trở về. Đêm đó, ba người Tống Diễn Thanh ở trong phòng khách. Nhà bếp của chùa vừa mới tắt lửa không lâu, có hai tiểu tăng đưa cơm chay tới. Sau khi bày xong cơm chay, hai tiểu tăng lui ra, hứa dĩ thiên bước đến trước bàn nhìn nhìn chỉ là một nồi cơm nhão với rau xanh quá đơn giản hứa dĩ thiên lấy một bình xứ nhỏ ra rắc chút bột trắng vào trong nồi cơm nhão cầm cái thìa quấy quấy sắc mặt rất nhanh biến đổi màu sắc nồi cơm nhão hơi biến sang màu đen hắn ta quay đầu sang nhẹ nhàng gọi một tiếng sư huynh tống diễn thanh và trần quy thạc bước lại gần xem thử sắc mặt cũng thay đổi theo trong cơm chay này có độc may là kiểm tra thử một chút nếu không không biết có chuyện gì xảy ra Ai mà ngờ một ngôi chùa trông phù hợp quy củ thế này mà có thể làm ra chuyện như vậy. Một đám tặc ngốc, Trần Quy Thạc nghiến răng nghiến lợi một tiếng, quay người muốn đi tìm đám hòa thượng tính sổ. Tống Diễn Thanh đưa tay ra kéo y lại, vẫy hai người đến gần, trụm đầu nói thầm. Một lát sau, hứa dĩ thiên bưng nồi cơm chay đến nơi hẻo lánh xử lý, sau khi chỉnh sơ lại đồ đạc trên bàn, ba người gật đầu ra hiệu với nhau, lần lượt ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Chưa tới nửa canh giờ sau, một cánh cửa sổ trong góc được kéo ra một khay nhỏ, một con mắt nhìn vào trong phòng rồi biến mất. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai côn tăng đẩy cửa tiến vào, đằng sau có một lão hòa thượng mặc áo cà sa, người không cao, có vẻ hơi còng, da đen nhánh, vòm râu bạc trắng, hai mắt sáng ngời có thần, chính là trụ trì viên phương của Nam Sơn Tự. Mấy côn tăng bên ngoài tràn vào, như hối thủ tỏa đông viên kia cũng đi theo bên trái lão hòa thượng, bên phải là như minh thủ tỏa Tây Việt có đệ tử bưng cái nồi không hướng về phía có ánh sáng nói ăn sạch rồi nhìn mấy người nằm dưới chân như minh thủ tòa tây viện chắp tay trước ngực buông tiếng thở dài sai lầm sai lầm trụ trì chúng ta lại tạo sát nghiệt rồi trụ trì viên phương buông tiếng thở dài thế đạo loạn như vậy dân chúng lầm than bách tính không tự lo được cho mình ai còn tới quyên tiền hương đèn nam sơn tự lại ở sâu trong núi cách xa thành quách không nghĩ ra vài cách thì ở đâu ra tiền nhang đèn nếu mọi người ngay cả ăn cũng không đủ no nếu người đều đi cả, đều tan rã hết, vậy thì còn nói gì tới Chấn hương Nam Sơn tự. Cho ta thêm thời gian vài năm nữa, tích lũy đủ tiền ta nhất định sẽ xây một ngôi chùa lớn trong thành, hoàn thành di nguyện của trụ trì, đến lúc đó tiền hương hỏa mỗi ngày sẽ tăng lên, chúng ta sẽ không cần làm những chuyện thế này nữa. Hai, vài tiếng thở dài lại vang lên trong chúng tăng nhân, như hối phất tay ra hiệu, vài côn tăng tiến lên lục soát ba người nằm trên mặt đất. Ai ngờ đột nhiên xảy ra dị biến một côn tăng a à một tiếng thảm thiết bị hứa dĩ thiên một chân đạp bay ra ngoài, đụng vài người ngã theo. Tống Diễn Thanh cũng bỗng nhiên đứng dậy, bóp cổ một côn tăng, cười lạnh nói, hay cho một đám tặc hòa thượng giết người cướp của. Dứt lời, tay vặn một cái, cổ hỏng côn tăng trong tay rắc một tiếng, đầu bị bẽ gãy. Hắn ta lại xoay tay chụp giữa hư không một cái, bảo kiếm sau lưng tự nhảy ra khỏi vỏ, bay vút qua, được nắm chặt trong tay hắn. Ba đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên, một đám tăng nhân vung gậy gỗ cản lại nhưng sao có thể cản được chỉ trong chớp mắt đã có mấy kẻ bị giết máu thịt văng tung tóe tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên những người còn lại bị dọa hoảng hốt lui ra sau chỉ còn trụ trì viên phương vung thiền trượng lên keng keng ngăn cản yểm hộ tăng chúng rút lui trên người ngầm hiện lên yêu khí hóa ra là một yêu tinh tống diễn thanh cười lạnh một tiếng một kiếm hung ác chém xuống thiền trượng của viên phương chặn lại chấn cho cánh tay tống diễn thanh run lên rõ ràng viên phương không phải đối thủ của đám tống diễn thanh bất kỳ một người nào dường như cũng có thể đánh cho lão không có sức hoàn thủ ngoài sức lực kinh người ra thì tu vi thực sự của lão chẳng ra làm sao điều khiến ba người thấy kỳ lạ là viên phương đã chịu vài kiếm y phục trên người đã bị chém rách dưới nhưng mũi kiếm lại khó làm bị thương người lão giống như đang mặc bảo giáp hộ thân gì đó nếu không cái mạng nhỏ của viên phương sớm đã chẳng còn rồi từ những vết sách trên y phục có thể thấy thứ xù xì như lông lộ ra mũi kiếm xẹt qua chúng lại có thể phát ra tiếng kim loại ma sát có điều ba người nhanh chóng phát hiện ra sơ hở của viên phương tuy mũi kiếm chém xuống vô dụng nhưng khi đâm thì lại có thể xuyên qua da thịt viên phương dù viên phương da dày thịt béo nhiều lần tránh được chỗ yếu hại nhưng liên tiếp bị đâm vài kiếm cũng khó mà chịu nổi theo từng động tác của lão máu tươi chảy xuống tí tách sau một lúc tống diễn thanh khẽ nâng tay ra hiệu hứa dĩ thiên và trần quy thạc dừng tay ngừng công kích ba người đứng ba góc vây viên phương mặt đã vô cùng hoảng sợ thân thể chật vật vào giữa toàn bộ tăng lữ trong chùa dường như đều hiện thân ngoài hơn chục người vừa chết trong tay ba người tống diễn thanh hiện trường còn hai mươi tên tăng lữ trên tay cầm côn sắc mặt ai nấy đều vô cùng sợ hãi bọn hắn thấy đám tống diễn thanh lợi hại như vậy thì không dám đến gần nhưng cũng không muốn vứt viên phương lại chạy trốn máu của viên phương vẫn chảy xuống tí tách lão thở hổn hển thiền trượng cầm ngang chậm rãi xoay vòng cảnh giác nhìn ba người muốn chết hay muốn sống? Tống Diễn Thanh lạnh nhạt lên tiếng hỏi hỏi. Viên Phương cắn răng nói, ta nói muốn sống người có thể tha cho ta sao? Tống Diễn Thanh đáp, đương nhiên là không phải dễ dàng buông tha như vậy rồi. Muốn sống thì phải nghe lệnh ta, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, nguyện vọng vào thành xây chùa của ngươi ta sẽ thực hiện giúp ngươi, còn có thể khiến triều đình cho ngươi một thân phận chính thức. Bằng không, yêu tình người có chạy đến đâu cũng đều nguy hiểm đến tính mạng, những tu sĩ chảm yêu trừ ma kia sẽ không dễ dàng buông tha ngươi đâu hắn ta lật tay để lộ một tấm lệnh bài, chữ hình trên lệnh bài khiến con người viên phương co rút lại. Một lát sau, đám tăng lữ nhút nhát, miếu máu bắt đầu xử lý thi thể người bên mình, đám.